Xin chào tất cả các bạn. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Trương Nguyên Ly, đến từ Hà Nội Webfine, sẽ là người dẫn chương trình của workshop ngày hôm nay. Rất là vui khi mà cho đến giờ phút này chúng ta đã có trên 50 thành viên tham gia workshop trong một cái buổi chiều mưa gió. Ngoài kia thì tiếng sấm và tiếng mưa vẫn đang rất là rào rạt, nhưng mà hy vọng là trong này với chúng ta khi mà ngồi trước màn hình thì chúng ta đều có những cái giờ phút rất là thú vị, vui vẻ và thoải mái với các thành viên hướng dẫn workshop cũng như là với ban tổ chức và các vị khách mời đặc biệt của cái workshop ngày hôm nay. Thì trước tiên để mà bắt đầu thì tôi xin giới thiệu và các vị khách mời rất là đặc biệt cùng tham gia với chúng ta từ thành viên ban tổ chức thì có chị Hứa Thị Anh Ninh là đại diện của Đại sứ quán Tây Ban Nha, có các đại diện của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, có các khách mời rất là đặc biệt từ tổ chức White Egg, một tổ chức bảo tồn về thiên nhiên, tổ chức Blue Dragon, một tổ chức hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Và chính vì có sự tham gia của Blue Dragon và White Egg, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ có một trải nghiệm rất là đáng nhớ, vì chúng ta vừa được vẽ nữ danh hùng mà lại vừa có những người bạn đồng hành rất là ý nghĩa để đi cùng với chúng ta trong suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và còn 2 thành viên rất là quan trọng nữa không thể thiếu ở trong workshop mà tôi xin giới thiệu. Đấy là 2 thành viên sẽ là người hướng dẫn chính của workshop, là bạn Sen và bạn Sến. Bạn Sắc nghe rất là đặc biệt đúng không ạ? Bạn Sen và bạn Sắc là tên của nhóm là Sến. Thực ra các bạn có tên thật là bạn Sen thì tên là Trịnh Ngân Hạnh, còn bạn Sắc là Lê Tú Anh. Đấy là 2 nghệ sĩ chính dẫn dắt chúng ta làm sao để vẽ được những nữ siêu anh hùng vừa đẹp lại vừa gần gũi mà lại vừa rất là truyền cảm hứng. Thì xin phép không nói nhiều nữa, mà bây giờ tôi để mở đầu workshop thì xin giới thiệu chị Hứa Thị Anh Ninh sẽ có vài lời giới thiệu vì sao là chúng ta có workshop này và workshop này được tổ chức trong khuôn khổ cuộc thi Thế giới cần nữ siêu anh hùng. Bây giờ xin mời chị Hứa Thị Anh Ninh ạ. Xin chào mừng và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với workshop vẽ nữ siêu anh hùng trong tôi do Đại sứ quán Tây Ban Nha phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Hà Nội Creative tổ chức. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi vẽ tranh mang tên Thế giới cần nữ siêu anh hùng do Đại sứ quán Tây Ban Nha cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát động, nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ, ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp cũng như những đóng góp của họ đã góp phần giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Thông qua workshop này, chúng tôi mong muốn cùng các bạn chia sẻ, học hỏi và khám phá những ý tưởng để có thể phác họa nên hình tượng nữ siêu anh hùng của mỗi chúng ta. Rất mong chờ sự tham gia nhiệt tình của các bạn trong workshop ngày hôm nay cũng như trong cuộc thi vẽ Thế giới cần nữ siêu anh hùng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tổ chức phi chính phủ Bảo tồn động vật hoang dã và môi trường White Egg Việt Nam và tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, Blue Dragon Children Foundation, đã ủng hộ và tham gia cùng chúng tôi trong hoạt động lần này. Xin cảm ơn và chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị trong workshop ngày hôm nay. Bây giờ xin mời chị Ly tiếp tục chương trình. Xin cảm ơn chị Ninh từ Sứ quán Tây Ban Nha. Bây giờ thì tôi xin giới thiệu bạn Lâm Phương Anh, là đại diện của tổ chức White Egg, một tổ chức về bảo tồn thiên nhiên hoang dã và môi trường. Xin có vài lời chia sẻ về việc là sau quay lại tham gia với chúng ta cái workshop này. Xin mời bạn Phương Anh. Xin chào mọi người, mình là Phương Anh, hiện tại thì mình đang là cán bộ truyền thông tại Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam White Egg. Làm việc trong một tổ chức có rất là nhiều các hoạt động liên quan đến bảo vệ thiên nhiên hoang dã và bảo vệ động vật hoang dã. Ngoài ra thì White Egg còn có dành một sự quan tâm cực kỳ lớn đối với vấn đề trao quyền cho phụ nữ bằng các dự án như là trao quyền cho phụ nữ trong ngành bảo tồn. Hôm nay mình cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia workshop vẽ tranh nữ siêu anh hùng trong tôi do Đại sứ quán Tây Ban Nha kết hợp cùng với Bảo tàng Phụ nữ và Hà Nội Grapevine tổ chức. Mình cảm thấy đây là một cái sân chơi, cũng là một cái buổi workshop rất là ý nghĩa, giúp cho mọi người có thể tôn vinh người phụ nữ, những người bạn, những người mẹ, những người chị, những thành viên trong gia đình của mình. Mình mong rằng là buổi workshop sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và tất cả mọi người khi tham gia sẽ mang cho mình về một bức tranh siêu đẹp về người phụ nữ của các bạn, và các bạn có thể tặng cho những người siêu anh hùng như vậy. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Phương Anh rất là nhiều.
những cái lời chia sẻ của Phương Anh làm cho bọn mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà cái thông điệp về nữ siêu anh hùng sẽ được chia sẻ và lan tỏa hơn đến trong tổ chức White Act, cũng như là từ White Act lại kết nối được với những người tham gia workshop ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tôi xin mời bạn Linh Ngọc Khoa là đại diện từ tổ chức Blue Dragon. Hôm nay chúng tôi cũng rất là vui khi mà có Khoa tham dự cùng với một số bạn nhỏ từ tổ chức Blue Dragon sẽ tham gia vẽ nữ anh hùng. Xin mời Khoa chia sẻ. Cảm ơn chị Ly. Xin chào quý vị các bạn và xin chào các anh chị em hôm nay đã đến tham gia cái buổi workshop ngày hôm nay ạ. Thực sự thì em rất là vui vì lại được một lần nữa được xem một cái hoạt động nghệ thuật rất là thú vị. Ở Rồng Xanh ấy, thì em là nhân viên xã hội và cái công việc hàng ngày của em đấy là hỗ trợ trực tiếp cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Thì mục tiêu cuối cùng của bọn em là các bạn ấy sẽ trở thành những cái người lớn độc lập và sau này có những cái đam mê, những cái sở thích để có thể thoát hẳn cái cuộc sống khó khăn, gọi là phá vỡ cái vòng nghèo ấy ạ. Đó thì ở chỗ bọn em cũng thường xuyên làm những cái hoạt động khác nhau để hỗ trợ các bạn ý. Thì đúng là mỗi đứa trẻ thì có một cái đam mê và cái ước mơ khác nhau. Thì trong đó có rất nhiều bạn bên em rất là thích vẽ và chủ đề lần này thực sự rất là ý nghĩa khi mình nói về nữ siêu anh hùng, có nghĩa là mình cũng ủng hộ rất nhiều cho nữ quyền. Đó, thì bên em các bạn ý ngoài cái đam mê vẽ ra thì các bạn cũng rất là thích những cái cơ hội được tiếp xúc với các anh chị nghệ sĩ, những người thực sự mà làm ở trong nghề ấy. Đối với các bạn ý thì vẽ ở bên chỗ bọn em thì cũng chỉ loanh quanh vẽ mấy cái tường ở trung tâm rồi một số cái hoạt động thỉnh thoảng nghệ sĩ đến chơi thôi. Vì thế có cái cơ hội này để được tiếp tục cái đam mê của mình và trong cái thời kỳ đang dịch dã này thì đúng là một cơ hội rất là tuyệt vời. Vì thế em cảm ơn Đại sứ quán Tây Ban Nha và cảm ơn Hà Nội Clip Bay rất nhiều. Đó ạ. Mong là buổi workshop chúng ta sẽ thành công tốt đẹp ạ. Chúc mọi người sẽ có một cái ngày vẽ thật là vui. Cảm ơn Khoa rất là nhiều. Hóa ra là các bạn ở bên Blue Dragon cũng thường xuyên được vẽ, nhưng mà đúng là hôm nay thì bọn mình lại còn vui hơn tại vì là có hai chị sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn nữa cơ. Có bạn Lê Tú Anh với bạn Hạnh nữa. Với lại không biết là các bạn đã chuẩn bị sẵn giấy bút các thứ, màu vẽ sẵn sàng chưa? Thì sau khi mà các bạn sẵn sàng rồi thì mình sẽ mời hai bạn, bạn Hạnh với bạn Tú Anh bắt đầu vào phần workshop luôn ạ. Rồi mọi người sẵn sàng nha, chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ mời hai bạn Hạnh với bạn Tú Anh. Vâng, em cảm ơn chị Vân Ly, cảm ơn ban tổ chức với cả các đơn vị đồng hành. Thì bọn em là Sến, thì em là Ngân Hạnh, em là Sen và chị Tử Anh là Sắc. Hôm nay chúng mình rất là hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn trong buổi workshop Nữ siêu anh hùng trong tôi. Thì trước khi bắt đầu workshop này thì mình muốn nhờ các bạn có thể bật hết tất cả các camera của mình lên được không ạ? Các bạn bật cam lên chưa ạ? Rồi, với cả trong lúc mọi người bật camera thì hãy nhớ là workshop hôm nay bọn mình sẽ rất là vui vẻ, thoải mái. Cho nên là ví dụ ai mà có câu hỏi gì hoặc là muốn tương tác trực tiếp thì cứ giơ tay này hoặc là nhấn vào chat box này. Mọi người nhớ nhận rồi ạ. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Đầu tiên thì để làm quen với cái chủ đề của buổi workshop ngày hôm nay thì chúng mình muốn mời các bạn tham gia một trò chơi nho nhỏ. Đầu tiên thì bây giờ mình xin mời các bạn có thể cùng mình nhắm mắt lại một chút. Hãy thử tưởng tượng trước mắt bạn là một không gian màu trắng. Ở đây xuất hiện một nhân vật nữ siêu anh hùng. Bạn thấy nhân vật của mình đang đứng ở đâu? Trông họ đang vui hay đang buồn? Họ mệt mỏi hay đang tràn đầy năng lượng? Họ ăn mặc như thế nào? Có thể họ đang mặc váy hoặc là mặc quần áo. Cũng có thể là họ có một chiếc áo choàng, có cánh hoặc đeo mặt nạ. Nhưng cũng có thể là trông họ rất bình thường như chúng ta. Xung quanh họ có ai không? Hay có đồ vật gì không? Lúc này họ đang làm gì? Theo các bạn thì nữ siêu anh hùng có gì khác với người bình thường? Bây giờ thì chúng mình hãy mở mắt ra. Các bạn hãy viết các từ khóa cho những cái câu trả lời mà mình vừa hỏi các bạn ra giấy. Hoặc cũng có thể là vẽ nháp thật nhanh,
Sau đấy thì chúng mình cũng sẽ thử đoán xem là nhân vật nữ siêu anh hùng của nhau là ai nhé. Phần này mình sẽ để cho các bạn 30 giây để hoàn thành. Mình bắt đầu tính giờ đấy ạ. Các bạn còn 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Để làm quen với trò chơi này thì có lẽ mình với chị Tú Anh sẽ chơi thử trước cho các bạn. Bây giờ xin mời chị Tú Anh hãy đưa ra các từ khóa để em và các bạn có thể cùng đoán xem nhân vật của chị là ai. Vâng, xin chào các bạn. Mình là Tú Anh, hoặc gọi là Sắc trong nhóm Xến. Mình sẽ chơi thử với Hạnh nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đưa ra các sự kiện mà nữ siêu anh hùng mình đã có trong đầu. Đây là một người phụ nữ có dáng cao và gầy. Bà ấy mặc một chiếc áo màu xanh lá và một cái quần màu be. Bà ấy đang ở trong rừng và đang cầm tay một chú tinh tinh. Trông bà ấy và chú tinh tinh rất là thân thiết với nhau như những người bạn vậy. Hạnh đã đoán ra được chị chọn nhân vật nào chưa ạ? Em hơi mường tượng một chút về nghề nghiệp của nhân vật này. Có lẽ là họ sẽ nghiên cứu rất nhiều về động vật. Không biết có ngành nào gọi là ngành động vật học không nhỉ? Các bạn có ý tưởng nào về nhân vật này không ạ? Chị nghĩ là Hạnh đoán gần đúng rồi đấy ạ. Mình thấy đây như có một bạn, có hai bạn đã giơ tay phát biểu. Không biết là có thể bên kỹ thuật bật cho mình không ạ? Micro cho mình. Các bạn mà muốn phát biểu thì hãy tự bật mic của mình lên nhé. Dạ, chào mọi người. Em nghĩ câu trả lời của em là Jane Goodall. Wow, vâng, rất cảm ơn chị Minh phải không ạ? Chị Minh đoán rất là đúng ạ, đúng rồi ạ. Nhân vật mà mình đã chọn là bà Jane Goodall. Mình đoán là nhân vật này cũng rất là thân quen với các bạn làm ở bên tổ chức White Act, cũng như những ai mà có quan tâm đến các hoạt động bảo vệ môi trường. Thì tiến sĩ Jane Goodall là nhà linh trưởng học, tập tính học và nhân chủng học người Anh. Và bà đã dành hơn 45 năm cuộc đời mình làm việc với các động vật hoang dã, đặc biệt là những chú tinh tinh ở trong rừng. Nên là bà hay được gọi là người phụ nữ của tinh tinh hoặc là hiệp sĩ môi trường. Đấy, thì các bạn có thể thấy mình đã mang đến một tấm ảnh thể hiện rất rõ hình ảnh của bà khi đang trong môi trường làm việc. Vậy với chị Tú Anh thì tại sao chị hôm nay chị lại chọn nhân vật này là nhân vật nữ siêu anh hùng của chị? Có ý nghĩa gì đấy đặc biệt hơn không ạ? Tại vì là mình thì vẫn rất là yêu thích, rất là có ngưỡng mộ và yêu thích những nhà hoạt động bảo vệ môi trường. Và đây là người phụ nữ mà để lại nhiều ấn tượng cho mình nhất khi mà mình từ bé mình đã xem những cái video và những cái chương trình giới thiệu về bà. Vì vậy mình nghĩ là ở trong rất nhiều các loại các nghề nghiệp thì những nghề nghiệp về những nhà nghiên cứu, trong đấy có những người phụ nữ xuất hiện thì không nhiều và ít khi được tôn vinh. Nên mình nghĩ là nếu đem tiến sĩ Jane Goodall đến đây để giới thiệu cho mọi người thì sẽ rất là hay. Em cảm ơn chị Tú Anh. Bây giờ thì sẽ đến lượt các bạn đấy. Thì có bạn nào xung phong muốn đưa ra các từ khóa gợi ý để chúng mình có thể cùng nhau đoán xem nhân vật nữ siêu anh hùng của bạn là ai được không ạ? Các bạn có thể gõ vào chat box này. Hoặc là nếu mà bạn nào đã viết ra giấy thì có thể chuyển từ giấy của mình lên chat box. Còn nếu mà bạn nào cảm thấy xấu hổ thì vẫn có thể giữ ở trong trong đầu mình thôi. Tí nữa mình lại sẽ tiếp tục làm việc. Còn nếu mà bạn nào mà nghĩ ra một hình ảnh thật là hay mà lại rất là muốn kể chuyện người khác thì cứ giơ tay phát biểu. Và bạn nào giơ tay phát biểu mà mình nhìn thấy thì mình sẽ mời, khi nào mình nói tên bạn ấy thì bạn sẽ tự mở mic ra nhé. Có bạn An ở trong chat box có đánh từ khóa của bạn ấy là đồ bảo hộ màu xanh, đang đứng tay cầm que tăm bông. Các bạn có đoán được nhân vật này là ai không ạ? Nghe có vẻ rất là quen thuộc đấy. Hình ảnh này thì mình thấy là mọi người dạo gần đây gặp rất nhiều đúng không ạ? Trên tả tin vi, thậm chí đi ra ngoài đường cũng nhìn thấy. Vâng, có bạn là ESM đã đoán là bác sĩ. Có thể rõ hơn là bác sĩ như nào không ạ? Nhân viên y tế. Vâng, đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Cho mình hỏi một chút là các bạn nghe thấy tiếng chúng mình nhỏ à? Không nghe rõ hay là tất cả mọi người đều thế hay là chỉ có một bạn Nguyễn Thi? Vâng, nghe rõ ạ. Thế thì mình nhờ bạn Nguyễn Thi, bạn hãy bật tiếng ở trên loa của máy tính to hơn một chút.
Còn bạn nào muốn xung phong đưa ra các từ khóa của mình không ạ? Các bạn có thể ghi vào trong chat box, chúng mình có thể đọc lên cho mọi người cùng đoán. Vâng, có bạn Hoài An ghi là một cô gái tóc ngắn, mặc một bộ áo giáp, một tay cầm kiếm, một tay cầm cờ, cưỡi ngựa. Wow! Tóc ngắn mà lại mặc áo giáp. À, mình nghĩ câu này chắc Hạnh sẽ trả lời được. Hả? Mình tóc đã có mặc áo giáp, mình đã có một hình dung về cô ấy trong đầu rồi nhưng mình đang không nhớ tên của cô ấy. Bạn Hoài An cho mình hỏi là bạn có thể thêm một dữ kiện nữa không? Thì nhân vật này là người Pháp ạ. À, đó. Người Pháp. Có bạn nào có câu trả lời chưa ạ? Có một bạn. Có bạn. Đúng rồi đấy ạ, nhưng mà... Đúng rồi ạ. Ừ, có bạn Mary và có bạn trả lời là Jane Gap. Thật ra đúng nó đều giống nhau cả. Bạn là Hoài An có thể chia sẻ cho mọi người vì sao bạn chọn nhân vật này được không ạ? Thì khi mà nước Pháp bị xâm chiếm thì đức vua thì cũng chỉ muốn những người đàn ông ra ngoài chiến trường chứ không nghĩ là những người phụ nữ thì không thể đi đánh nhau được. Thế là thì Jeanne d'Arc đã cải trang thành con trai và cùng gia nhập vào quân đội và xông pha ra chiến trường, nhưng mà thì tiếc là cô ấy đã hy sinh từ lúc còn mười mấy tuổi thôi ạ, gần 20 tuổi thôi ạ. Vì thế nên là con nghĩ là con chọn nhân vật này vì con thấy nhân vật này rất là dũng cảm và sẵn sàng hy sinh cho đất nước của mình. Mình nghĩ là qua lời giải thích đó của bạn thì cũng có rất nhiều người có thể đồng cảm được với những cái tình cảm mà bạn dành cho nhân vật đó. Mình cảm ơn những câu trả lời rất ý nghĩa của các bạn. Vậy là nữ siêu anh hùng của chúng mình không nhất thiết lúc nào cũng phải có siêu năng lực ở trong giống như trong phim hoạt hình, mà họ có thể là những người rất gần gũi với chúng ta, có thể là mẹ, có thể là bác sĩ, cũng có thể là những nhân vật nổi tiếng mà chúng ta tìm thấy đọc được ở đâu đó. Chỉ cần họ có thể giúp đỡ người khác thì họ đã trở thành nữ siêu anh hùng của người được giúp đỡ và mọi người xung quanh rồi, đúng không ạ? Dù là hành động đó có nhỏ nhoi hay là vĩ đại thì những cái sự hy sinh đó đều rất đáng được ghi nhận và trân trọng. Mình nghĩ là qua trò chơi vừa rồi thì các bạn đã hình dung rõ ràng hơn về nữ siêu anh hùng trong mình rồi. Tuy nhiên thì có thể là các bạn sẽ vẫn còn hơi băn khoăn một chút, không biết là nên thể hiện như thế nào cho phù hợp để người xem có thể cùng chia sẻ những cái cảm xúc đặc biệt đó cùng với các bạn. Thì sau đây chị Tú Anh sẽ đưa ra một số gợi ý mong là có thể hữu ích cho các bạn để thể hiện được nhân vật nữ siêu anh hùng mà mình yêu quý. Xin mời chị Tú Anh ạ. Vâng, có cảm ơn dạ, xin phép Tú Anh với cả Hạnh. Thì có bạn Nguyễn Thi, xin lỗi mình không biết được đọc tên bạn có đúng không, nhưng mà bạn bảo là em hiểu tí á, không hiểu lắm ạ. Thì chắc là nhờ hai bạn giải thích cái quan điểm vừa rồi vừa chậm rãi hơn một tí để cho bạn ấy hiểu được nha. Thì nghĩa là qua những cái câu trả lời vừa rồi của các bạn rất là đa dạng từ... Quay lại cái slide vừa rồi ạ. Hạnh của anh rất tốt rồi, cảm ơn. Những cái nhân vật mà mọi người vừa đưa ra vừa nãy thì có người thì đưa ra nhân vật là bác sĩ, có người thì đưa ra nhân vật là nhà nghiên cứu về động vật này, có người thì là một nữ anh hùng chiến đấu ngoài chiến trường. Thì qua những cái câu trả lời như vậy thì mình thấy được là nữ siêu anh hùng của chúng ta không nhất thiết phải có các cái siêu năng lực, có thể bay, có thể có sức mạnh phi thường như trong các phim hoạt hình mà các bạn thường xem hàng ngày. Họ có thể là bất kỳ ai ở bất kỳ đâu xung quanh mình mỗi ngày mà bạn có thể quan sát được họ về những cái hành động tốt mà họ giúp đỡ mọi người. Đó đều là những người nữ siêu anh hùng trong mắt của mỗi người chúng ta. Đúng rồi ạ. Và mình xin bổ sung thêm đấy là như bạn Hạnh đã nói là điều quan trọng là những người nữ siêu anh hùng này sẽ làm những việc mà có thể giúp đỡ cho mọi người xung quanh, và chúng ta trân trọng hành động của họ.
Vậy thì chúng ta có thể nghĩ thêm là người nữ anh hùng có thể là chính chúng ta nữa, đúng không ạ? Có thể là chính chúng ta, kể cả những em nhỏ cũng có thể là những người xưng anh hùng. Vâng, và tiếp theo thì khi các bạn đã hiểu rõ về thế nào là một nữ siêu anh hùng rồi thì mình sẽ tiếp tục thể giúp các bạn có một cái hình dung rõ hơn về cách thể hiện nên một bức vẽ về một nữ siêu anh hùng. Vậy thì trước hết, để thể hiện một nữ siêu anh hùng thì chúng ta phải biết rõ là cách thể hiện một cái bức chân dung là như thế nào, đúng không ạ? Vậy mình có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn là các bạn nghĩ gì một bức chân dung? Chân dung thì là gì ạ? Có bạn nào có câu hỏi thì có thể đánh vào chat box hoặc có thể giơ tay để bọn mình gọi trả lời ạ. Chân dung là gì? Có bạn An trả lời là vẽ cận mặt người ạ. Đúng ạ, đúng là vẽ cận mặt người, nhưng vẫn thiếu. Có bạn nào bổ sung không? Bạn Phương đã trả lời là nhân dựng chân dung là tả người. Mary có trả lời tập trung vào một phần cụ thể ạ. Mình sẽ đợi thêm khoảng 2 câu trả lời nữa và mình sẽ đưa ra câu trả lời của mình, được không ạ? Hà Nội Grabby có trả lời là chân dung là một khuôn mặt, là khuôn mặt. Trần Linh trả lời mình nghĩ vẽ từ người trở lên. Ok, miêu tả được những nét đặc trưng của người đó, dung nhan chân thật, bức tranh vẽ dung mạo của nhân vật. Chân dung là một bức vẽ từ đầu đến khoảng giữa ngực, tả về một thân ạ, tả ngoại hình và tính cách của người được vẽ. Ok, mình rất rất cảm ơn những câu trả lời vô cùng hay và chính xác của các bạn. Vậy thì mình xin phép tổng hợp tất cả những câu trả lời này và một câu trả lời ngắn gọn hơn. Chân dung là một bức, có thể là một bức vẽ, một bức tranh, một bức ảnh, một bức tượng, vân vân, về một nhân vật hoặc một nhóm nhân vật mà được thể hiện qua con mắt, qua quan sát này, qua bàn tay này và qua trái tim của người nghệ sĩ. Tức là khi nhìn thấy chân dung, chúng ta có thể trả lời được câu hỏi nhân vật ở đó là ai, đây là ai, những người này là ai, và thậm chí những người xem có thể cảm nhận được cái tình cảm của người vẽ dành cho cái nhân vật trong bức chân dung đấy. Thì ở đây mình có mang tới các bức ảnh và bức tranh chụp lại các bức chân dung. Các bạn có nhận ra được những người trong các bức ảnh này là ai không ạ? Các bạn có thể trả lời ở trong phần chat. Mình nghĩ là dễ nhất thì là nhân chân dung của người phía bên trái ngoài cùng. Đã có, đúng không ạ? Rất dễ để đoán ra. Có ai nhỉ? Có bác Hồ, đúng rồi ạ, có bác Hồ. Có bác Hồ, bà Triệu, em Thúy, đúng rồi ạ. Còn một bức ảnh rất là to ở giữa đấy ạ. Là ai đấy nhỉ? Thực ra thì mình có ghi tên ở trên này rồi, thì mình đoán là tất cả các bạn đều có thể đoán ra. Có ảnh chân dung bác Hồ này, có chân dung bà Triệu vẽ theo phong cách tranh Đông Hồ này. Ở bên phải hàng dưới là bức chân dung của em Thúy, là bức chân dung rất nổi tiếng của họa sĩ Trần Văn Cẩn này. Phía bên phải trên cùng thì là bức ảnh chụp hai nữ nhân viên vệ sinh môi trường đang cầm một đóa hoa, đúng không ạ? Còn ở giữa là một bức tượng mới được xây gần đây thôi tại Latvia. Tượng này có tên là tượng Medics to the World, để tưởng nhớ cũng như tôn vinh sự hy sinh của các bác sĩ và các y tá trong đợt dịch Covid vừa rồi. Vậy thì bây giờ các bạn có thấy là bức chân dung có thể là bất kỳ ai, có thể là cận mặt, có thể là toàn thân, hoặc là có cả các khung cảnh xung quanh. Vậy thì mình sẽ đưa ra cho các bạn 3 yếu tố để chúng ta có thể cân nhắc khi mà vẽ một bức chân dung. Đầu tiên là bố cục, thứ hai là phong cách, và thứ ba là nguyên liệu. Các bạn có thể ghi lại những cái tip, những cái gợi ý mình đưa ra sau đây vào giấy. Đầu tiên, chúng ta sẽ để ý đến bố cục nhé. Bố cục trong tranh chân dung, lúc nãy có bạn đã nói là một bức tranh lấy từ đầu tới ngực nhân vật, rất đúng ạ. Vậy ở đây chúng ta có thể, mình đã mang tới một cái khung như thế này, một cái khung kể ra làm 4 phần, và chúng ta sẽ nhìn trong một cái khung này, chúng ta đã đặt nhân vật chính vào chính giữa ở đây. Nhân vật chính giữa này có thể là nhìn bằng 3 góc cơ bản nhất. Góc đầu tiên là góc nhìn chính diện, giống như khi mình đang ngồi nói chuyện với các bạn, còn mình như thế này, mắt nhìn thẳng vào các bạn. Vậy thì khi mà cái nhân vật được đặt vào chính diện như thế thì chúng ta sẽ có cảm giác như là mình đang ngồi, đang hoặc đang đứng đối diện với cái người này đây này. Và đặc biệt ý, nếu mà người ta mở mắt thì chứng tỏ là đang có một cái đối thoại gì đấy được nối liền giữa người xem và nhân vật ở trong tranh. Chúng ta có thể thấy ở đây mình mang tới bức tranh là tên là Cosmic Girl của một họa sĩ người Nhật Bản.
thì được vẽ theo phong cách hoạt hình đúng không ạ? Một phong cách rất quen thuộc mọi người hay xem ở trên phim, trên TV. Thì ở đây có hai bức tranh, một bức tranh cô gái đang nhắm mắt, bức tranh cô gái đang mở mắt. Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy là ở bức tranh cô gái đang mở mắt thì có một cái sự liên kết giữa người xem và nhân vật đúng không ạ? Tiếp theo là một cái phong cách và một cái góc nhìn khác là góc nhìn 3/4, tức là khi nếu mình quay như này và chúng ta có thể nhìn thấy được sống mũi của nhân vật đấy, thì có nghĩa là đấy là cái góc nhìn 3/4. Góc nhìn 3/4 thì có thể tác giả để cho nhân vật của mình cũng đang nhìn vào người xem, hoặc là cái ánh mắt của nhân vật có thể đánh sang một phía bên khác. Khi mà ánh mắt của nhân vật nhìn sang một bên ý, thì chúng ta đã có cảm giác như là nhân vật này đang suy nghĩ một cái điều gì đấy rất là kỳ bí mà khiến cho chúng ta cảm thấy tò mò, đúng không ạ? Không biết là người đang nghĩ gì. Vậy thì chúng ta hãy cân nhắc xem là khi vẽ nhân vật của chúng ta trong tranh, chúng ta để cho họ nhìn thẳng vào người xem hay chúng ta để cho họ nhìn sang hướng khác để tạo ra một cái sự kỳ bí nào đấy cho nhân vật đấy. Và thứ ba là cái góc nhìn nghiêng, tức là hoàn toàn nhân vật quay hẳn sang một bên và chỉ nhìn thấy một bên mắt thôi. Mà bình thường chúng ta hay xem trên TV hay báo đài kiểu là góc nghiêng thần thánh ấy, sống mũi cao thẳng ấy. Đấy, thì đây là cái góc mà cho chúng ta thấy rõ nhất cái phần sống mũi cũng như là đường nét nghiêng của khuôn mặt. Mình muốn hỏi một chút là với Hạnh thì khi Hạnh xem các góc nhìn nghiêng này, Hạnh có cảm xúc như nào? Với em thì các góc nhìn nghiêng như thế này sẽ có cảm giác như là người vẽ sẽ đứng ở tương đối là xa so với cả nhân vật, và cái người nhân vật đấy đang sống trong một cái thế giới riêng của họ, làm những cái công việc mà họ vẫn đang làm, thì nó tạo cảm giác như một ánh nhìn trìu mến hoặc là một sự nhòm vào cái thế giới đấy của nhân vật mà mình lựa chọn. Vâng, đúng rồi ạ, mình cũng đồng ý với bạn Hạnh về những chia sẻ khi mà chúng ta xem một bức tranh được vẽ theo góc nhìn nghiêng như thế này. Giống như khi chúng ta nhìn trộm một ai đó từ xa đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nhìn thấy người đang nhìn nghiêng thôi, không có sự giao tiếp về ánh mắt, không có sự giao tiếp gì về hội thoại như là khi người ta nhìn thẳng vào chúng ta nữa. Vậy thì đây là ba góc nhìn cơ bản nhất mình đưa tới cho các bạn để tham khảo thôi, chứ còn trong hội họa chúng ta được toàn quyền phá vỡ các quy luật này ra. Giống như là ở đây mình mang tới bốn bức tranh. Các bốn bức tranh này là tiêu biểu cho sự phá vỡ các quy luật đấy. Như bức đầu tiên thì có là hình chân dung một cô gái rất là xinh, tóc vàng này. Và rõ ràng ở đây là chúng ta không thấy phần phía ngực ở dưới cô nữa, mà chỉ thấy mỗi từ cằm, đúng không ạ? Từ cằm đến trên đầu thôi. Một bức chân dung cận cảnh, chỉ khuôn mặt. Đây là một bức ảnh in của họa sĩ Andy Warhol. Ở đây là bức ảnh mà ông ấy đã lấy từ báo, ông ấy copy lại và sau đấy thì thêm màu sắc mà của ông ấy muốn vào để tạo nên bức chân dung của riêng người nghệ sĩ này. Đây là một cô diễn viên rất nổi tiếng của Mỹ. Còn ở phía bên phải ngoài cùng các bạn có thể nhìn thấy một bức chân dung được thể hiện một cách khá là thú vị đúng không ạ? Nhưng mình sẽ để bức tranh này cuối cùng. Hạnh thì sao? Hạnh xem cái này thì Hạnh thấy là Hạnh thích cái sự phá cách nào trong những bức chân dung này? Thực ra em thích mỗi bức một tí. Ở bước đầu tiên thì em sẽ cảm thấy rất là thích cái màu sắc, những cái mảng màu ở trong cái bức tranh đấy. Còn ở cái bức thứ hai thì em lại cảm thấy khá thú vị khi mà người ta chọn cái góc mà không thể hiện toàn bộ gương mặt của người nhân vật trong tranh, nhưng lại vẫn để khiến cho người xem có thể hiểu được là họ là ai, họ có làm nghề nghiệp gì, họ là nam hay nữ, họ có cảm xúc như thế nào. Còn bức bên ở giữa thì lại có những cái đường nét rất là mạnh mẽ, thể hiện những cái cảm xúc thông qua các cái màu sắc và nét vẽ của họ. Còn bức cuối cùng em sẽ để dành lại cho chị Tú Anh. Vâng, cảm ơn các đánh giá của Hạnh. Đúng rồi ạ, cái bức mà có cái chỉ có mỗi mắt đấy, các bạn chắc Hạnh đoán được hết đây là nhân vật làm nghề gì đúng không nhỉ? Còn cái bước cuối cùng là bức tranh rất thú vị, tiêu biểu cho việc họa sĩ đã hoàn toàn phá bỏ quy luật vào trong hội họa trước đó. Đây là bức chân dung của vẽ một người phụ nữ đội mũ và có đeo một cái cổ lông. Và bức chân dung này là đại diện tiêu biểu cho cái trường phái gọi là lập thể, khi mà họa sĩ đã nhìn và vẽ lại nhân vật của mình ở các góc độ khác nhau. Như các bạn có thể thấy ở đây là rõ ràng cái phần sống mũi, như mình nói lúc nãy là phần sống mũi vẽ nghiêng, nhưng mà lại có hai con mắt hiện ra như thế này.
Đó là vì ông ấy đã vẽ nhân vật đấy theo cả hai góc nhìn, là góc nhìn thẳng và góc nhìn nghiêng. Giống như là kiểu khi mình chơi Lego, mình ghép hết tất cả các góc khuôn mặt lại vào thành một cái hình rất là sáng tạo ấy. Đấy, các bạn hãy cứ thử phá vỡ những cái quy tắc mà chúng ta đã từng học hay đã vừa được nghe đi, để tạo ra những cái sáng tạo của riêng bản thân mình. Còn tiếp theo, thì chúng ta sẽ đi đến cái việc vẽ chân dung nhưng mà cả toàn thân, có người. Lúc nãy có bạn là chỉ khuôn mặt thôi, có bạn bảo chỉ từ ngực đến đầu thôi. Nhưng thực ra là chân dung thì còn bao gồm cả phần thân người nữa cơ. Vì khi vẽ cả thân người thì thường chúng ta sẽ có thể thêm vào các yếu tố như là trang phục này, hay là bối cảnh đằng sau này, hay là những nhân vật phụ khác này. Và cái nguyên tắc dễ nhất khi mà vẽ chân dung mà có toàn thân như thế này là nguyên tắc 1/3. Chúng ta có thể thấy mình mang tới một cái hình minh họa ở trên. Mình đã dùng 4 đường thẳng da cam, chia cái khung tranh này ra làm 9 phần. 9 phần như này, 3 ngang 3 dọc như thế này. Và nó giao nhau ở 4 điểm hội tụ hình tròn xanh ở giữa, đúng không ạ? Các bạn hãy để ý là 4 điểm hội tụ này sẽ là 4 điểm mà khi người xem nhìn vào tranh sẽ bị hút con mắt mình vào nhất. Vì thế nên là khi chúng ta muốn đặt một nhân vật chính hay một vật gì đấy mà chúng ta cảm thấy là rất quan trọng, tôi cần nhấn mạnh vào cái yếu tố này, thì hãy đặt cái nhân vật hoặc cái vật đó vào giao qua những cái điểm có hình tròn xanh xanh như mình để ở đây. Như bức tranh này chúng ta có thể nhìn thấy là nhân vật chính là nhân vật ở người đàn ông ở giữa, đúng không nhỉ? Con không nhìn màn hình thì con dự làm gì? Có. Để đây đàng hoàng đi. Không để được. Đây. Và ở đằng xa thì chúng ta có thể nhìn thấy là có cái khung cảnh là cái nhà của ông bác sĩ, thực ra đây là bệnh viện của ông ấy, và ở bên dưới nữa thì là các nữ y tá. Ngoài cái áp dụng cái nguyên tắc 1/3 này và cái khung tranh nằm ngang như thế này, chúng ta có thể quay dọc nó lại và áp dụng vào một cái khung tranh nằm dọc như bức tranh mới đang tới đây, là một bức chân dung tự họa của nữ họa sĩ Frida Kahlo. Bà là một nữ nghệ sĩ tiêu biểu cho nền hội họa Mexico và cũng như là một trong những nghệ sĩ rất nổi tiếng của nền hội họa thế giới. Thì nếu trong bức tranh này, nếu mà mình thử đặt đấy cái khung vào giữa, các bạn có thể thấy là nhân vật bà ấy, là chính bà ấy đặt nằm giữa luôn, nằm ngay giao hết tất cả 4 điểm này, đúng không ạ? Hạnh, khi xem bức tranh này thì em có cảm nhận gì về những yếu tố khác ngoài cái vị trí của người phụ nữ đứng ở giữa không? Những yếu tố khác thì xung quanh em thấy có hai chiếc rèm màu trắng. Trang phục của nhân vật này là có lẽ là trang phục truyền thống của Mexico, và cả cái bộ tóc của bà ấy cũng khá là truyền thống với bông hoa nho nhỏ ở bên trên đầu. Trông dáng đứng cũng rất là ngay ngắn, trông rất là một người phụ nữ gương mẫu. Vâng. Đúng rồi, bạn Hạnh có đã cảm nhận rất đúng. Không phải là vì Hạnh đã xem trước bức tranh này mà đoán thấy đâu ạ, chỉ cần nhìn qua thôi đã thấy. Vâng, có bạn bảo là trông rất bình yên, thì đúng, bức tranh này là vẽ bái luôn luôn vẽ mình mặc những bộ quần áo dân tộc của Mexico, vì bà là người rất yêu truyền thống, và bà mặc bộ quần áo này để thể hiện cái tình yêu đối với đất nước của mình. Vì các bạn có thể cân nhắc khi vẽ các nhân vật siêu anh hùng của mình để thể hiện ra nhân vật này có gắn liền gì với truyền thống của đất nước Việt Nam của chúng ta không, thì chúng ta có thể thêm các yếu tố liên quan đến truyền thống như thế vào. Và tiếp theo thì ngoài vẽ các cái chân dung đứng nghiêm nghị như lúc nãy, chúng ta có thể để cho nhân vật làm các cái tư thế khác như là ngồi này. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy có hai bức tranh, một bên trái là một cô gái đang ngồi chống cằm, tay đang viết viết lên một quyển sổ gì đấy, đúng không ạ? Còn bên phải là một người đàn ông cũng đang ngồi bắt chân bắt tay lên suy nghĩ gì đó. Các bạn có đoán được hai người này, người phụ nữ và người đàn ông làm nghề gì không? Chỉ bằng những đồ vật xung quanh họ. Họa sĩ ạ, đúng rồi ạ. Có bạn bảo, bạn Hoài An bảo họa sĩ, bên phải là họa sĩ, đúng rồi ạ. Bên phải là họa sĩ, còn bên trái là gì ạ? Bán tranh. Bán tranh thì mình không rõ. Vâng, nhà văn và họa sĩ, chính xác rồi ạ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là ngoài cái nhân vật đó ra, chúng ta có thể thêm những cái yếu tố như là những đồ vật mà những người này hay sử dụng này, hay cái môi trường làm việc của họ. Như ở đây có thể là nhà văn thì đang làm việc trong cái phòng viết của bà ấy, còn nhà họa sĩ thì đang làm việc trong cái studio của ông ấy. Bên đằng sau rất là nhiều các cái tranh, rồi thì khung tranh á, đúng không ạ?
Rồi, vậy vậy chúng ta hãy cố gắng để tâm đến cái việc là những nhân vật của mình họ làm cái nghề này thì họ hay đứng ở đâu, trong môi trường đấy có ai nữa không. Như hai bức tranh các bạn đang xem trên màn hình thì bên trái là bức tranh của họa sĩ Van Gogh vẽ một người phụ nữ đang đang gặt lúa trong mùa gặt, đúng không ạ? Khom khom lưng đang gặt những cái thử lúa vàng, và chúng ta không cần nhìn mặt cũng có thể đoán ra được là à đây là một người nông dân. Còn phía bên phải thì có bạn Thùy Linh giơ tay phát biểu, mời bạn Thùy Linh bật mic lên để phát biểu ạ. Mình thấy có bạn tên là Linh gì đấy vừa giơ tay phát biểu đúng không ạ? Có thể nói ạ. À xin lỗi, mình bấm nhầm nhá. À vâng. mình còn rất nhiều điều để nói với các bạn, nên là nếu mà các bạn có câu hỏi hay gì đấy thì chúng ta có thể đánh lại ở phần box chat, và sau đấy thì đến phần trả lời thì mình sẽ trả lời ngay cho các bạn nhé. Mình vẫn thường xuyên vừa đang đọc và vừa đang nói, vừa đang nhìn bên chat xem các bạn nói gì. Còn phía bên phải thì các bạn có đoán được ngay ra, đây là một nữ họa sĩ. Một nữ họa sĩ đang ngồi vẽ mẫu cho các học trò của mình đang đứng đằng sau. Các bạn có thể nhìn thấy là hai cô học trò đang rất chăm chú nhìn vào bức tranh, đúng không ạ? Thì thế chúng ta phải đoán ra được ngay cái vai trò của cái người nữ họa sĩ này trong cái môi trường giáo dục đó thời bấy giờ. Bạn Nguyễn Thị có hỏi là em muốn hỏi dùng toàn thân là sao ạ? À, toàn thân là như bạn đang nhìn thấy trên hai bức tranh mình đang để trên slide này. Đấy là nhân vật được mô tả cả đầu, từ đầu đến chân đấy ạ. Hoặc là từ đầu cho đến gần đến phần chân, gọi là toàn thân. Tức là chúng ta không thấy nhân vật bị cắt kết ở đâu cả. Giống như lúc nãy thì khi mà chúng ta vẽ tranh chân dung một nửa thì thấy chỉ thấy mỗi phần từ vai này trở lên, từ đến đầu thôi. Còn ở đây chúng ta nhìn thấy cả chân, cả tay, toàn bộ quần áo mặc như thế nào. Và sau khi các bạn đã xem qua các cái cấu trúc cơ bản của việc vẽ toàn thân ra thì một lần nữa là chúng ta hãy cứ phớt lờ các quy tắc đi. Và như ở đây tôi mình đã mang tới hai cái tác phẩm đã phớt lờ những quy tắc như thế. Đó là tranh chân dung thì không nhất thiết là phải có khuôn mặt ở trong đấy. Giống như bức tranh phía bên trái thì chỉ có mỗi hai cái bàn chân hiện ra, đúng không ạ? Còn bên phải thì lại có một người phụ nữ và một em bé nhưng mà lại bị cắt nửa đầu. Có bạn Mary Võ nói rằng là vậy có phải mình thường chỉ chia ra tranh chân dung và tranh phong cảnh vật thể không ạ? Tranh đúng rồi ạ, chúng ta sẽ có những ba loại tranh cơ bản là tranh chân dung, phong cảnh và tranh tĩnh vật. Đó là để khi chúng ta vẽ những cái gọi là con người hoặc sự vật hoặc hiện tượng có thật chúng ta nhìn thấy được. Ngoài ra còn một dòng tranh nữa mà các họa sĩ ngày xưa hay vẽ, đấy là gọi là tranh tranh mang tính siêu thực, tức là mang tính tôn giáo ấy. Khi mà người ta vẽ về các cái câu chuyện trong tôn giáo, vẽ về những cái câu chuyện không có thật về những thần thánh. Thì hôm nay vì thời gian có hạn nên chúng ta chỉ tập trung vào những bức tranh tả thực về chân dung thôi. Thì khi nhìn thấy các bức tranh mà đã phớt lờ, các tác phẩm đã phớt lờ quy tắc này thì Hạnh có thấy thích bức tranh nào không? Em rất rất thích những bức tranh phớt lờ quy tắc. Ở cái bức tranh đầu tiên thì em thích là vì chỉ khi mà tác giả chỉ dùng những cái chỉ dùng mỗi đôi bàn chân thôi, nhưng mà người ta có thể thể hiện được cái phần tính cách của nhân vật. Ở đây các bạn có thể thấy là đây là một đôi dép da báo này, nhân vật của mình còn sơn cả móng chân màu đỏ nữa, thì có thể đây là một cô gái khá là điệu đà, khá là yêu bản thân mình. Còn bức ảnh bên cạnh thì mặc dù ở đây mọi người không thấy mặt của không thấy toàn bộ mặt của hai mẹ con, nhưng mà lại thấy những cái ôm rất là ấm áp và tình cảm. Thì khi đấy thì cái bức tranh này tập trung thể hiện cái phần cảm xúc của nhân vật hơn là những cái chi tiết quá là rõ rệt trên gương mặt của họ. Vâng, đúng rồi ạ, mình cũng đồng ý với Hạnh. Đấy là khi chúng ta phớt lờ quy tắc đi thì lúc đấy cái dây thần kinh cảm xúc chúng ta được bật lên, và chúng ta không còn chúng ta làm cho cái bức tranh của chúng ta thêm cái cảm xúc nhiều hơn. Như là chúng ta có thể cảm nhận được là nhân vật này họ đang có mang cái tinh thần gì. Vậy thì sau khi chúng ta đã học xong các cái điều cần lưu ý khi mà đặt bố cục rồi, thì chúng ta hãy để ý một số các yếu tố khác rất thú vị trong tranh chân dung. Đầu tiên là biểu cảm. Mình có mang tới 4 bức chân dung biểu cảm rất là thú vị ở đây. Đây là một bức chân dung của một người phụ nữ vào cuối thế kỷ thứ 19 ở Anh. Và
mình có một cái câu chuyện nho nhỏ cho các bạn khá thú vị. Đấy là ngày xưa ấy, khi mà người ta mới sản xuất ra camera, mới sản xuất ra máy ảnh, thì thường thì máy ảnh phải mất rất là lâu, một thời gian thì mới có thể chụp được một bức ảnh chân dung. Vì vậy mà người ta cứ phải đứng nghiêm nghị như này, không có biểu cảm gì cả. Tại vì nếu có biểu cảm một tí thôi là dung rồi. Nhưng mà rất may đến thời kỳ của người phụ nữ này thì bức máy ảnh đã được cải tiến lên một tí xíu, tức là có thể chụp được nhanh hơn các khoảnh khắc cảm xúc. Vì vậy mà người phụ nữ này cũng đã, à thế thì mình sẽ phá bỏ cái kiểu chụp ảnh thông thường, đấy là nghiêm nghị, và mình sẽ làm những cái biểu cảm thật là buồn cười để lưu giữ cho con cháu về sau xem còn cười theo đúng không ạ? Thì bây giờ chúng mình cũng thử nhé. Mình thấy bây giờ mọi người đang nghe rất nhiều các thông tin và đang cảm thấy ôi nhiều thông tin quá, tôi cảm thấy hơi bị cứng một tí. Vậy thì bây giờ mình thử bắt chước mấy cái biểu cảm này qua camera nhé. Xong rồi chúng mình sẽ thử xem ai làm giống nhất. 1, 2, 3 Các bạn làm hết chưa ạ? Đấy ạ, chúng ta có thể tập những cái biểu cảm này trước gương, để gương trước mặt và nhìn những cái biểu cảm mà chúng ta thể hiện trên khuôn mặt, vẽ thử, để tập vẽ thử những cái biểu cảm đa dạng hơn, hơn là chúng ta chỉ vẽ mặt người chỉ toàn nghiêm nghị này, hoặc là mỉm cười một tí này. Nó không được hay đúng không ạ? Hơi nhàm chán đúng không ạ? Tiếp theo thì đó, đây là ảnh. Còn trong các bức tranh, các họa sĩ cũng đã thử để biểu cảm trong bức tranh. Như bức tranh của họa sĩ Leonardo da Vinci thì mọi người đều nhìn thấy hết thôi, là biểu cảm cùng cái cô gái đấy hơi mỉm cười một tí thôi, nhưng mà cũng đã thể hiện một cái gì đấy, cô ấy đang cười cười hay đang có cái gì đấy kiểu cảm nghĩ trong đầu thú vị nên cô ấy muốn thể hiện cho chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Hay bức tranh ở phía bên phải là phía bên phải là một nhân vật hoạt hình gần đây, nổi tiếng gần đây, không biết các bạn đã xem chưa nhỉ? Mình thì chưa được xem, nhưng mà mình cũng xem rất nhiều các cái tranh ảnh về những nhân vật này rồi. Raya đúng không ạ? Một cái biểu cảm rất là đang thể hiện cái sự quyết tâm để chiến đấu với một thế lực nào đấy phía trước mặt đúng không ạ? Ngoài các yếu tố về biểu cảm các bạn vừa được nhìn thấy và vừa được tập ra, thì chúng ta hãy để ý tới những yếu tố như là trang phục hoặc các đặc điểm nổi bật của nhân vật đó. Ví dụ như nếu các bạn chọn những nhân vật như mình chọn lúc nãy là một nhân vật có tên tuổi, nổi tiếng rồi, thì chắc chắn là những nhân vật đấy sẽ có những đặc điểm nổi bật. Ví dụ như bà Jane thì bà ấy có một mái tóc vàng, và bây giờ bà ấy già thì tóc trắng, và hai cột đằng sau này. Hay và với các cái nghề nghiệp mà với các nghề nghiệp đặc thù thì họ sẽ có những cái bộ trang phục đặc thù mà không phải nghề nghiệp nào cũng mặc như vậy. Các bạn có đoán được cái bức tranh ở giữa nhân vật đấy đang mặc đang à có nghề gì, làm nghề gì không ạ? Dễ lắm ạ. Mình nghĩ phải trả lời được nhanh chứ nhỉ? Phi hành gia, đúng rồi, bạn Minh đã trả lời rất chính xác. Phi hành gia rất chính xác. Đây là nhân vật phi hành gia Valentina Tereshkova, là nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ của Liên bang Nga. Các bạn có thể thấy là họ cô ấy đang mặc một chiếc bộ quần áo phi hành gia cũ đúng không nhỉ? Ở phía bên trên tay phải thì cô ấy đang có một cái tàu vũ trụ. Thể đây là tàu vũ trụ, là chính là cái tàu vũ trụ mà cô đã ngồi vào để bay ra ngoài khoảng không vũ trụ đấy. Còn ngoài ra phía bên phải ngoài cùng, các bạn có thể thấy đây là một nhân vật mà đang cầm một cái vợt như là vợt tennis đúng không nhỉ? Có bạn nào hay xem thể thao hay là yêu thích bộ môn tennis có đoán được ngay đây là ai không ạ? Thần tượng mình có bạn bảo là Sarapova, không đúng rồi bạn Minh ạ. Đúng rồi ạ, bạn Sương Nguyễn đã trả lời rất đúng ạ, Serena Williams đấy ạ. Đây là một nữ tuyển thủ tennis rất là nổi tiếng đúng không ạ? Và ở đây chúng ta có thể thấy là không cần họa sĩ, họ đã còn bỏ qua khuôn mặt, không vẽ khuôn mặt của cô ấy nữa, chỉ vẽ cái cử chỉ này, các cái đường nét khỏe khoắn trên cơ thể này, cùng với cái bộ tóc xù này, là người ta có thể đoán ra ngay được đây là Serena Williams. Tiếp theo thì ngoài yếu tố biểu cảm, trang phục và đặc điểm của nhân vật thì chúng ta hãy để ý đến phần nền và các nhân vật phụ. Như mình nói lúc nãy thì cái nhân vật chính chúng ta thường để đặt ở giữa, hoặc là đặt vẽ to nhất này, hoặc là dùng các cái màu sắc nổi bật nhất để làm nổi bật cái nhân vật đấy lên. Thì còn những cái yếu tố khác để giúp cho người xem có thể nhận diện được đây là ai, đó là các cái nền. Như bức tranh đầu tiên, đây là bức tranh vẽ bà Nguyễn Thị Định của họa sĩ Camilla Phạm.
có bạn đã nói là mẹ Việt Nam anh hùng, đúng, gần đúng. Và ở góc các bạn có thể nhìn thấy bốn người nữ dân quân đại diện cho đội quân tóc dài mà bà Nguyễn Thị Định đã chỉ huy trong trong chiến tranh xâm lược. Còn về bên phải, chúng ta có thể thấy đây là một cô gái đang trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam mình, họ rất thướt tha, rất đẹp. Nhưng nếu giả sử nhé, nếu chúng ta không có cái phần nền, không có cái phần sóng biển ở phía dưới, thì liệu có dễ đoán được đây là ai không? Khi mà rất nhiều người phụ nữ Việt Nam cũng mặc áo dài, cũng có thể cầm bút. Rất khó đúng không ạ? Xuân Quỳnh, đúng rồi ạ. Tại vì là cái phần sóng ở dưới nó đại diện cho chính cái tác phẩm nổi bật nhất của bà là sóng. Nên các bạn hãy chú ý nhé, khi mà chúng ta vẽ một nhân vật nào đấy đó, có bạn bảo khó đoán quá, vậy chúng ta hãy phải thử xem, phải nghiên cứu, nghĩ trong đầu. Nên là nhân vật này thì đặc trưng khuôn mặt là gì, tóc tai như thế nào, hay mặc gì, rồi thì trong cái môi trường làm việc của họ có ai, hay là chúng, hay là họ cái đặc điểm về như là nếu mà họ là nhà thơ, nhà văn hay họa sĩ thì họ có cái, có cái tác phẩm nào đặc biệt hơn để mình cho vào đấy, kèm vào đấy. Nếu các bạn không biết ấy, không biết thì chúng ta hãy sử dụng sách báo và internet, chúng ta gõ tên nhân vật đó lên trên Google để xem những cái yếu tố nào thường đi kèm với nhân vật đấy, tham khảo luôn ảnh của nhân vật đấy hay xuất hiện với những cái gì. Và đấy chính là cái việc mà vì sao lúc vậy chúng ta đã thử ngồi nghĩ về nhân vật của mình, ghi ra các cái từ khóa khi mà chúng ta chơi trò chơi đấy ạ. Đấy là cái bước ban đầu để chúng mình có thể có được cái yếu tố để tạo, để cho vào bức chân dung. Ngoài nền và nhân vật phụ ra, xong rồi, vậy từ từ thì chúng ta đã có hết tất cả những yếu tố để tạo nên cái bức chân dung đấy rồi. Vậy thì còn màu sắc thì sao? Chẳng nhẽ lại để cho bức tranh đen trắng à? Không, nếu mà các bạn thích sử dụng màu sắc hoàn toàn có thể. Và các bạn hãy sử dụng những cái màu sắc mà các bạn thấy yêu thích, hoặc là cho các bạn cảm xúc gì đó mà các bạn muốn cho vào. Không cần phải theo một quy tắc nào mà cái chỗ này phải làm, ví như là màu trời phải màu xanh, hay là nền đất phải là màu nâu. Không, các bạn cứ sử dụng màu sắc theo đúng cái cảm xúc của mình để làm thế nào lột tả hết cái tinh thần của nhân vật đó ra. Ở đây thì ngoài bức tranh rất là một bức tranh phía bên trái rất là sặc sỡ, thì còn một bức tranh bên phải đen trắng nữa. Thế thì khi nhìn hai bức tranh này thì Hạnh có cảm xúc như thế nào khi mà có cảm nhận về màu sắc giữa hai bức tranh này? Ở bước đầu tiên thì em thấy mặc dù Gustav Klim dùng những cái màu khá là sặc sỡ, nhưng mà nó lại đem lại một cảm giác tương đối là yên bình. Còn ở bước số 2 thì toàn bộ cái bức tranh đấy là màu đen trắng, nhưng mà riêng cái đôi chiếc bút chì của em bé thì lại là màu đỏ. Thì cảm giác là cả cái kiểu khi mà mình nhìn vào thì mắt mình sẽ tập trung vào ngay chỗ đấy, và tất cả mọi sức mạnh đều dồn vào đấy để cho em bé có thể làm ra các cái bức tranh của mình. Vâng, mình cũng đồng ý với những cảm nhận của Hạnh. Vì bức bên trái thì vì sao mà chúng ta cảm thấy yên bình? Đấy là Gustav Klim đã vẽ người chị của mình, và chúng ta có thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ rất là yên thanh, rất là gọi là gì nhỉ, rất là hiền hòa đúng không ạ? Nên là chúng ta không cảm thấy có gì đấy nó quá là rộn ràng vì cái màu sắc sặc sỡ ở đây. Còn bức bên phải, mặc dù sử dụng màu đen trắng, nhưng mà họa sĩ đã có điểm nhấn và chữ bút chì màu đỏ. Và đây là mình bật mí là họa sĩ đã vẽ chính cái tuổi thơ của bà ấy. Chúng ta có thể vẽ chân dung của chính bản thân mình, và có thể chân dung không phải bây giờ, mà chân dung của tôi thời ngày xưa. Tôi coi cái người, cái đứa trẻ của tôi ngày xưa cũng là một nữ anh hùng. Chúng ta cũng có thể học theo nữ họa sĩ Steva để vẽ chân dung của mình thời còn nhỏ. Và lý do bà ấy sử dụng đen trắng ở đây cũng chính là bởi vì muốn nhấn mạnh đây là hình ảnh thuộc về quá khứ. Và khi nhìn về quá khứ thì chúng ta hay liên tưởng nó đến cái màu đơn sắc như là đen trắng. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có sẵn các cái vũ khí để chúng ta làm lên bức tranh chân dung rồi. Nhưng mà nếu mà đây là, nhưng các bạn nhớ tiêu đề của chương trình hôm nay là vẽ nữ siêu anh hùng đúng không ạ? Thế nên là bạn nào mà muốn cho các cái nhân vật của mình có thêm năng lực thì cũng không sao cả. Chúng ta có thể thêm các cái yếu tố hư cấu phóng đại vào đấy. Ví dụ như bức tranh mà vẽ ảnh cô nữ y tá đang có tư thế như đang bay lên đúng không ạ? Đúng không ạ? Vì cô ấy, họa sĩ đã cho cô một năng lực là đang bay lên trời xanh để có thể tới giúp những người cần nhanh hơn, nhanh mức, hết mức có thể. Còn ở giữa thì làm chúng ta có thể thấy đây là khung cảnh ngày xưa, có chiếu, có bàn, gỗ,
và một cô gái đang mặc một cái yếm đúng theo kiểu quần áo ngày xưa đúng không ạ? Thì đây là mình giới thiệu đây là bức chân dung của bà Huyện Thanh Quan, và họa sĩ Tú Na đã cho một cái yếu tố phóng đại hư cấu ở đây. Thế là bà ấy có một cái bút thần kỳ, bà ấy vẽ ra cái gì trên giấy thì những cái thế sẽ biến thành thật, như các bạn thấy ở trên đang có bay bay mấy cái máy móc đấy ạ, thần kỳ không? Còn bên phải thì mình thấy rất là thú vị, mình đã tìm được cái bức tranh này. Đây là một người nữ siêu nhân, nhưng mà không phải là một nữ siêu nhân trẻ trung hay là có vẻ gì oai vệ, mà tóc bạc này, cầm cái ví này, xong ở dưới có con mèo bay cùng nữa. Bạn Hạnh có đoán được nhân vật này là gì không ạ? Là ai không ạ? Bà ngoại ạ, hoặc bà nội. Vâng ạ, bà ngoại hoặc bà nội đúng không ạ? Những người phụ nữ rất gần với chúng ta và luôn luôn có mặt khi mà chúng ta cần, khi mà chúng ta khóc đòi bà cho đi chơi này, hay là bà đòi bà mua đồ ăn cho này, là bà luôn luôn xuất hiện rất nhanh cùng với chúng mèo của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ qua một phần nữa rất thú vị, đấy là các phong cách có thể thể hiện. Nhưng lúc nãy mình có thấy bạn có bạn hỏi là thế thì em vẽ theo phong cách hoạt hình được không ạ? Hoàn toàn được, các bạn hãy thoải mái lựa chọn các cái phong cách mà các bạn muốn hay quen hay có quen lâu rồi. Như ở đây mình có các cái bức ảnh, bức tranh minh họa cho phong cách truyện tranh hoạt hình Nhật Bản hoặc là Mỹ. Nếu các bạn thích bắt chước theo phong cách này cũng không sao. Hoặc ngoài ra, những bạn nào mà thích vẽ theo phong cách tranh truyền thống mang cái gì đấy đặc trưng của Việt Nam vào, thì chúng ta có thể tham khảo các bức tranh truyền thống theo kiểu Đông Hồ hay Kim Hoàng. Hoặc là chúng ta có thể thử theo phong cách tranh cổ động ngày xưa mà thời chiến tranh người ta hay dùng. Còn ở phía ban đầu thì mình có để hai bức tranh theo phong cách kid art, tức là vẽ theo phong cách trẻ em, trẻ thơ. Với những người mà nói là ô tôi không biết vẽ đâu, vẽ khó lắm, không phải đâu, các bạn từ nhỏ đã biết vẽ rồi, chẳng qua là khi lớn các bạn nghĩ nhiều quá nên là không dám đặt bút vẽ thôi. Chúng ta hãy học hỏi theo hai họa sĩ 5 tuổi và 6 tuổi trong các bức tranh ở đây. Hai họa sĩ này mới chỉ nhỏ tuổi thôi nhưng mà đã giành giải cuộc thi vẽ chân dung của Viện Bảo tàng Zurich rồi. Các bạn có thể thấy là họ chỉ vẽ tranh chân dung của chính họ hoặc là vẽ người bạn của mình thôi. Có bạn bảo là kid art người lớn vẽ cũng khó mà. Đấy là vì người lớn lúc đấy đang để suy nghĩ theo cách của người lớn. Nếu mà chúng ta cứ đặt một bên cái suy nghĩ của người lớn ra và không sợ mọi người đánh giá là vẽ xấu thế, thì chúng ta sẽ vẽ được những bức tranh theo phong cách kid art mà mình nghĩ là nó sẽ rất là sáng tạo. Và tiếp theo thì sau khi chúng ta đã biết vậy thì đặt nhân vật ở trong tranh như thế nào này, vẽ như thế nào này, thử theo phong cách cái gì rồi này, thì chúng mình sẽ phải xem mình sẽ sử dụng nguyên liệu gì để vẽ. Thông thường chúng ta hay vẽ lên giấy đúng không ạ? Vậy thì vẽ gì lên giấy nhỉ? Mình thấy gợi ý các bạn có thể sử dụng những loại nguyên liệu gần, có thể dễ kiếm trong nhà hoặc là dễ mua, như màu chì. Màu chì thì mình hồi bé mình rất hay dùng. Màu chì rất là, nó giống như là khi các bạn cầm bút viết thôi, và dễ điều khiển. Và nhiều khi thì có một số loại màu chì mình có thể chúng ta có thể tẩy được, nên chúng ta không sợ sai nếu tôi nhầm. Còn màu sáp nữa, màu sáp cũng là nguyên liệu mà các bạn hay sử dụng. Hạnh có hay sử dụng màu sáp đúng không nhỉ? Hồi bé em cũng hay sử dụng màu sáp, nhưng mà lớn rồi thì chắc cũng ít hơn. Nhưng mà đặc tính của cái màu này thì được cái là nó cũng rất dễ sử dụng, nhưng mà cái màu nó lại mềm hơn, nên là khi mà mình tô thì các cái màu sắc nó sẽ lên được sắc nét hơn, sặc sỡ hơn, nét bút cũng to và cảm thấy phóng khoáng hơn. Mình cũng nhớ là như vậy. Hồi tiểu học thì mình cũng hay dùng màu sáp, và mình nhớ là dùng màu sáp thì tô nhanh hơn thật so với dùng màu chì, vì màu chì nó cứ nhỏ nhỏ từng nét một đi, còn màu sáp thì vút một cái là đã xong một mảng lớn rồi. Tiếp theo thì ngoài màu chì, màu sáp ra thì mình sẽ có gợi ý các bạn dùng màu nước. Màu nước thì hơi khó sử dụng vì nó có độ loang nhất định, nhưng mà cũng rất hay là chúng ta có thể có thêm được những cái hiệu ứng mà mình không nghĩ tới trong bức tranh của mình. Và màu nước thì khác màu chì với màu sáp, đấy là sẽ tạo nên cái độ trong suốt của bức tranh, nhìn trông nó rất là lãng mạn. Tiếp theo thì ngoài màu nước ra thì còn màu acrylic. Mình không biết ở đây đã có bạn nào dùng màu acrylic chưa. Màu acrylic thì dùng hơi cũng không khó lắm đâu, các dùng cũng tương đương với màu nước thôi, cũng pha với nước, và những cái độ phủ trong tranh
thì màu acrylic sẽ đậm đặc hơn. Còn ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái phong cách cắt dán, tận dụng những bức, những cái tạp chí này, họa báo này, hay là giấy màu có sẵn trong gia đình, cắt ra hoặc là xé ra, dán lên một cái mặt phẳng nào đấy, là có thể tạo nên một bức tranh cắt dán rất là sáng tạo. Hoặc là các bạn có thể giúp bảo vệ môi trường bằng cách là tận dụng cả những cái loại như kiểu ống hút, dây hay là túi ni lông vứt đi, và các bạn cắt chúng ta và dán vào bức tranh để tạo nên một bức tranh vừa hay lại còn vừa có ý nghĩa nữa. Ngoài ra thì có bạn nói, bạn Trần Hoàng có nói rằng là em dùng hết mấy loại này rồi, cuối cùng em vẽ trên tablet. Vâng, tablet thì là các, không biết là có ai sử dụng tablet chưa ở đây ngoài bạn Hoàng ra, thì đây là một loại thiết bị có thể cắm vào với máy tính mà chúng ta có thể vẽ nó như là vẽ trên giấy. Và vì vậy mà các bạn nào mà đã có sử dụng trên tablet rồi, hoặc là thích vẽ thử sức trên máy tính, trên iPad hoặc ở trên các phần mềm pen, thì chúng ta có thể thử sức như hai bức tranh mình đã để đến đây, chúng rất là thú vị đúng không nhỉ? Ngoài ra thì chúng ta hãy thử kết hợp hết tất cả những cái loại nguyên liệu mà chúng ta đã từng làm. Nếu bạn nào mà đã vẽ trên bằng chì rồi thì chúng ta kết hợp thêm với màu sáp, hoặc có thể kết hợp thêm với màu nước, với màu acrylic. Hoặc bạn nào mà đã vẽ được trên tablet, trên máy tính rồi thì chúng ta có thể vẽ những cái phần kia ở trên giấy, không phải cắt ra, scan lên và đưa lên máy tính và chỉnh sửa theo ý muốn của chúng mình. Vậy thì khi mà chúng ta đã học được các cách bố cục này, chất cái phong cách này, rồi nguyên liệu này, thì chúng ta có thể thấy được là với một nhân vật chúng ta sẽ sử dụng được rất nhiều các yếu tố để ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Vì vậy mà nhân vật đấy có thể vẽ được bằng rất nhiều cách khác nhau. Như nhân vật trên mình có chọn ở ban đầu chương trình, thì ở đây mình đã mang tới những các cái tác phẩm đa dạng khác nhau mà các họa sĩ đã vẽ bằng rất nhiều phong cách. Vậy bây giờ các bạn, mình nghĩ là các bạn đã sẵn sàng rồi đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có thể đang hơi cảm thấy mông lung vì là có quá nhiều thông tin mà mình đã đưa tới và đang không biết là mình sẽ lựa chọn cái gì. Thì chúng mình hãy thử vươn vai này, vươn vai cho đỡ mỏi tay cổ. Chuẩn bị sẵn sàng về thể chất rồi, thì bây giờ chúng mình hãy thử lấy ra cái tờ giấy mà chúng mình đã chuẩn bị từ lúc nãy, là cái tờ giấy mà mình đã ghi các cái từ khóa ấy. Và bọn mình sẽ đã có một chuẩn bị một cái video rất thú vị mà bạn Hạnh giới thiệu ngay sau đây cho các bạn. Mời Hạnh ạ. Cảm ơn chị Tú Anh ạ. Bây giờ thì chúng mình sẽ có khoảng tầm 15 phút để có thể cùng nhau vẽ nhân vật nữ siêu anh hùng mà chúng mình đã thử mường tượng ra trong trò chơi lúc đầu. Thì để đồng hành với các bạn trong quá trình vẽ này thì mình có chuẩn bị một video vẽ hai nhân vật mà mình rất là yêu quý. Thì trước tiên các bạn hãy cùng mình quan sát để đoán xem hai nhân vật này là ai đã nhé. Bạn Hạnh với bạn Tùng Anh, trước khi mình hướng dẫn thì có bạn hỏi là vẽ mẹ được không? Thì hai bạn trả lời giúp. Hoàn toàn được ạ, hoàn toàn được ạ. có chị Lê có hỏi là vào khá muộn vậy con, không chưa có gì, chưa ghi gì. Chắc là sau này Hà Nội Grapevine sẽ đăng video này lên trên các nền tảng khác đúng không ạ? Vậy thì còn bây giờ để lại, bạn có thể tiếp tục tham gia cùng với phần sau của chương trình thì có thể sẽ ngồi thử hình dung xem là nhân vật nữ siêu anh hùng của mình trông như thế nào, họ làm gì, đang mặc quần áo như thế nào, để có thể bắt đầu thực hành luôn cùng các bạn. Với hai nhân vật này thì mình không chọn hai phong cách khác hẳn nhau, mà trong video này mình lựa chọn cùng một nguyên liệu, cùng các bước giống nhau. Tuy nhiên thì cái cách vẽ mình có thay đổi đi đôi chút. Ở bước đầu tiên này thì mình phác thảo bằng chì trước. Ở bức vẽ bên trái các bạn có thể thấy là mình chỉ dùng một nét vẽ tương đối đậm, trông nó khá là đơn giản. Lúc này thì mình vẽ bằng trí nhớ, không hoàn toàn sát với thực tế. Với cách này thì nó sẽ tương đối là phù hợp với những cái bức tranh sáng tạo một chút, có các chi tiết hư cấu và các điệu cho sinh động hơn so với thực tế. Còn bức ở bên trái
thì bức ở bên phải thì các bạn sẽ thấy là trông nó sẽ mình sẽ vẽ sử dụng nhiều nét hơn. Trong quá trình dùng rất nhiều nét như vậy thì mình sẽ hình dung được đâu là nét mà mình muốn để lựa chọn nó đúng với cả những cái quan sát của mình, thì mình sẽ tô đậm nó hơn một chút. Vì vậy mà cái hình ảnh sau đấy thì nó sẽ khá là giống với thực tế. Ngoài ra thì trong hai bức này thì mình đều không sử dụng khung hay là bất kỳ một cái tỷ lệ đo đạc gì hết. Với mình thì đây là cái cách mà mình có thể tập cái việc quan sát, hay là mình thay vì mình ngồi mình đo đạc tính toán, mình sẽ dùng đầu nhiều hơn, thì lúc này mình chỉ cần nhìn và mình vẽ. Các bạn đã đoán được hai nhân vật này là ai chưa ạ? Có bạn đoán bên trái là cô Lao Công chưa? Đúng lắm. Chưa đúng ạ, mời bạn đoán lại nhé. Bạn Hoàng Trang đoán là có bạn đoán là bác sĩ rồi, nhân viên y tế. Bạn Thảo shipper. Nguyên bên phải có đoán là shipper. Wow, các bạn đoán đúng hết rồi. Lý do mà mình chọn hai nhân vật này là ngày hôm nay thì tại vì mình cảm thấy trong cái giai đoạn khó khăn này thì sự hy sinh của họ từ sức khỏe, gia đình, thời gian và công sức để giữ cho cuộc sống của chúng ta được tiếp tục vận hành suôn sẻ là vô cùng đáng quý. Mình chọn cái góc vẽ cận cảnh vì mình muốn thể hiện cái sự quan tâm, lo lắng và tất cả những cái vất vả của họ thông qua ánh mắt. Nghe qua thì thấy công việc của họ, đây là công việc và trách nhiệm của họ, nhưng mà nếu mà không có những cái sự quan tâm đấy, tình cảm chân thành như vậy thì có lẽ là không phải ai cũng làm được những cái việc như vậy đâu ạ. À, có một bạn là Hoàn Lê đã giơ tay. Bạn có thể bật mic để hỏi ạ. À, dạ không, nhưng mà cảm ơn bạn. Bây giờ thì các bạn đã có đủ các cái từ khóa của mình chuẩn bị lúc đầu rồi này, có giấy, có bút này, các bạn có thể bắt đầu phác thảo nhân vật nữ siêu anh hùng của mình, để tí nữa chúng mình cùng chia sẻ với nhau nhé. Mình có chút lưu ý trong... mình có khoảng 15 phút cho phần này đúng không nhỉ, Hạnh với Thú Anh ạ? Dạ vâng, dạ vâng ạ. Mình có chút lưu ý đến là lúc này nếu mà các bạn muốn có câu hỏi gì thì có thể đánh vào chat box để chúng mình có thể giải đáp luôn. Hoặc là trong quá trình vẽ các bạn có thể hãy quay video cái camera về phía bức tranh mình đang vẽ để chúng mình có thể theo dõi luôn, hay trực tiếp với các bạn. Bạn nào vẽ xong rồi cũng có thể quay ngay lập tức. Bạn Phương Minh Trần hỏi là em có thể vẽ hình ảnh người mẹ nói chung không ạ? Tức là em không vẽ cụ thể một cá nhân nào cả. Chị Đỗ Anh có ý kiến gì không ạ? Mình hoàn toàn đồng ý. Tại vì ai cũng có mẹ mà đúng không? Nên là chúng ta có thể vẽ một hình ảnh người mẹ nói chung để cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Để thể hiện được, mình nghĩ là có thể tập trung vào một số yếu tố để có thể hiện được. Có thể thể hiện được đây là người mẹ. Có thể là họ đang ôm người con của mình, đang nấu ăn, đang làm một công việc gì đó. Đúng rồi ạ, bạn có thể tham khảo cái bức ảnh ban nãy mình có đưa ra trong slide này. Ảnh chụp một người mẹ đang bồng đứa con nhỏ trên tay, đúng không ạ? Thì tác giả họ không cần vẽ khuôn mặt của người mẹ và đứa trẻ, là các bạn chỉ cần có tập trung vào cái phần tay đang ôm thôi là cũng có để đủ cho mọi người cảm nhận được đây là một người mẹ đang ôm con rồi. Hoặc là bạn có thể tham khảo cách vẽ tranh cổ động lúc nãy, cũng có hình ảnh một người nữ dân quân đang bế con, một bên vai đang có súng, đang bộc súng, một bên cô tay thì đang bế đứa con, thì có thể thể hiện đây là người mẹ này ngoài với vai trò là người mẹ ra thì còn có vai trò là một người đang đứng lên để bảo vệ Tổ quốc. Bạn Mary Võ nói là em dùng máy tính và sau đó vâng, bạn có thể share màn hình nếu muốn, bạn có thể giơ tay trước để chúng mình gọi bạn. Các bạn nhỏ đã vẽ xong rồi, mình nghĩ các bạn nhỏ thì vẽ rất là nhanh.
thì các bạn có thể nhờ bố mẹ quay camera vào phần tranh mình đã vẽ để cho mọi người cùng xem. Bạn Chi bảo là em chưa vẽ xong ạ. Bạn cứ thong thả vẽ. Hôm nay có thể là mình sẽ chưa hoàn thành bức tranh này luôn, nhưng mà mình có thể làm kỹ hơn sau đó. Mình thấy là trong bức video mà Hạnh vẽ thì Hạnh có sử dụng màu sáp cho cả hai bên. Lý do gì vì sao mà Hạnh chọn màu sáp à? Em nghĩ là lâu từ lâu, tại kiểu cũng lâu rồi em không vẽ màu sáp nên là muốn nó quay trở lại thử một chút để luyện tay, luyện mắt. Uh-huh. Với cả hai bên này thì em cũng không vẽ cùng một kiểu. Bên trái thì nó sẽ là chỉ là những cái mảng màu đơn giản thôi, còn bên phải thì có một chút sáng tối. Có những chỗ thì mình tô xong rồi sau đấy dùng tay di di lại để cho nó có độ chuyển màu một chút. Đúng là có một số các cái gợi ý rất hay cho các bạn dùng màu sắc đúng không ạ? Là có thể di di tay để khiến cho cái màu nó có độ loang loang, bóng bóng như thế kia, nhất là trên cái phần mũ của cô shipper. Mình đoán là sẽ có rất nhiều bạn vẽ được những bức tranh vô cùng đẹp trong ngày hôm nay. Và rất là tò mò xem là các bạn đã vẽ gì. Đang vẽ gì? Bạn Phương Minh Trần hỏi là cho em hỏi là khi nộp tranh thì gồm thêm cả một phần giới thiệu bản thân và mô tả tác phẩm bằng file Word đúng không ạ? Thì mình xin trả lời một chút thể lệ về cuộc thi thì tí nữa mình cũng sẽ nói lại. Nhưng nếu bạn đã hỏi thì phần tranh mình sẽ nộp qua email, và ở cái phần nội dung email ấy, thì sẽ có gồm phần tên tuổi của người vẽ, của tác giả này, tên của tác phẩm này, và cái nội dung của cái tác phẩm đấy, thông điệp mà bạn muốn đưa vào là gì. Bạn gõ thẳng vào mail và gửi đến cho địa chỉ mail của ban tổ chức là được. Bạn nào vẽ xong rồi chúng mình có thể bật nút giơ tay để chúng mình sẽ xem bức tranh của bạn là gì được không? Bạn có bạn hỏi có được vẽ qua pen không ạ? Hoàn toàn được ạ. Vì khi bạn gửi định dạng cái bức tranh của bạn tới in bằng email thì sẽ bằng ảnh. Nên là kể qua pen thì nếu bạn trích xuất nó ra là thành một bức ảnh thì cũng được hết. Có chị Yên Ly vẽ xong rồi. Nhưng mà background của chị đã che hết tranh. Có nhìn thấy rõ tranh của chị Uyên không? Chị Uyên ra lại được không ạ? Chắc là do cái phần màu trắng của cái nền nó lại biến thành cái phần nền luôn rồi ạ. Chị có thể tả một chút về bức tranh chị vẽ gì không ạ? Nếu chị sẽ thử chia sẻ lại nhé. Nhưng mà ý tưởng thì sẽ là một cô gái với mái tóc rong rêu và xung quanh là những chú cá.
Có bạn Phương Đặng đã giơ tay phát biểu ạ. Bạn Phương Đặng có nếu muốn chia sẻ bức tranh thì hãy bật cam lên được không ạ? Dạ. Xin chào mọi người ạ. Thật ra thì chào bạn. Em không làm bên ngành nghệ thuật và cũng chưa bao giờ học lớp học vẽ. Em cũng không nhiều tài nguyên cũng như là mọi thứ để trình bày rõ ràng, nhưng mà em chỉ vẽ đơn giản lên tấm lịch như thế này thôi ạ. Mọi người có thấy rõ không ạ? Có vẻ là hình ảnh nó hơi trẻ con một chút, tại vì em không có hoa tay lắm. Mình thấy là bạn Phương Đặng vẽ một cô gái đang cầm một chiếc chổi thì phải, bên cạnh có cái bàn là một bộ váy. Góc dưới còn có một bát, như cái bát có một cái bát nữa. Có ai đoán ra được là bạn vẽ cái gì không nhờ? Vẽ ai không nhờ? Mình nghĩ là nhân vật này rất là gần gũi. Đúng rồi. À, mình còn thấy một điều rất hay là bạn Phương Đặng đã cho nhân vật của bạn ấy có một cái như kiểu áo choàng đúng không nhỉ? Dạ, đúng rồi ạ. Áo choàng siêu nhân ở đó, nhờ tổ chức trong tranh. Dạ. Thì em muốn chia sẻ một chút về ý nghĩa của cái tranh này. Thì theo em thấy thì mẹ thì luôn là người mà bảo vệ chúng ta trong tất cả mọi hoàn cảnh, cũng như là nuôi dưỡng chúng ta từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên cái tranh này nó cũng lồng ghép một chút về sự tưởng tượng của em. Thì theo như mọi người thấy thì cái chỗ ấy là mang cái vấn đề là về việc dọn dẹp nhà đúng không? Nhưng mà thật ra mẹ em chả bao giờ dọn nhà. Mẹ em bảo em lớn rồi nên em phải tự dọn. Nên trong ước mơ của em là mẹ em có thể dọn nhà giúp em. Dạ. Còn về áo tròn thì theo em nghĩ là nói về siêu anh hùng thì mọi người luôn có một cái suy nghĩ mà ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì những cái bộ phim hoạt hình là nữ siêu anh hùng thì lúc nào cũng có áo tròn thể hiện cho sức mạnh của họ. Cho nên em phải có áo tròn và nữ siêu anh hùng của em. Dạ vậy thôi ạ, đó là chia sẻ của em ạ. Vâng, mình rất cảm ơn chia sẻ vô cùng thú vị của bạn. Đúng là chúng ta thì ai cũng muốn bé mãi để cho mẹ có thể luôn luôn là giúp đỡ chúng ta trong mọi việc, kể cả được nhà dọn đẹp đúng không nhỉ, Hạnh nhỉ? Vậy thì bây giờ thì ý tưởng của bạn Phương đã được thể hiện rất rõ trong bức tranh rồi. Bạn có suy nghĩ là sẽ cho bức tranh thêm màu sắc để cho nó thêm phần sống động được không? Dạ, theo em nghĩ thì nếu như em thực sự vẽ bức tranh này để mà đăng ký dự thi thì em nghĩ là bức tranh này nó chỉ nằm ở cái bản phác thảo như thế này thôi ạ. Còn nếu mà vẽ dự thi thì em hy vọng em sẽ vẽ bằng chì màu ạ. Dạ, tất nhiên là phải thêm màu sắc vào ạ. Dạ. Vâng, thì bây giờ bạn có thể là sử dụng những màu sắc có sẵn, coi như nháp cho cả phần màu sắc nữa. Để sau đấy thì khi mình vẽ thật mình sẽ bảo a đúng rồi, đây là chính là màu mình muốn. Dạ, em có idea là nếu mà vẽ màu thì em sẽ vẽ từ nửa ngực trở lên thôi ạ. Theo kiểu là thể hiện rõ, thể hiện chân thật hơn về khuôn mặt cũng như vóc dáng của người thật hơn ạ. Dạ, mà em không có màu chân dung như vậy thì bạn có vẫn để các cái đồ vật ở xung quanh đúng không? Dạ, chắc có lẽ là... Các cái đồ vật đấy cũng rất là đáng yêu. Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng, rất cảm ơn chia sẻ của bạn Phương. Vậy thì có bạn nào khác cũng muốn chia sẻ cái bức phác thảo của mình như bạn Phương không? Chúng mình có thể cùng nói chuyện, cùng tham khảo nói chuyện về cái bức tranh này. Và nếu cần thì bọn mình có thể cho lời khuyên. Vâng, bạn Trang. Gọi là Trang đúng không nhỉ? Trang có thể bật mic lên. Em chào mọi người. Chào bạn. Wow. Bạn vẽ nhanh ghê. Bức tranh này bạn vẽ ngay trong lúc mà bọn mình đang nói chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khi mà em vẽ bức này thì ấy là do lâu rồi em do dịch nữa, nên em là sinh viên thì em đang ở Sài Gòn nên em không có được về nhà ăn cơm mẹ nấu, nên là bạn có thể vừa nói vừa rơi bức tranh này cho mọi người cùng xem tiếp không? Nên là khi mà vẽ bức tranh này á, thì em kiểu mọi người nghĩ tới siêu anh hùng thì em nghĩ tới mẹ em siêu anh hùng là hay nấu nhiều món ăn ngon cho em ăn, nên là kiểu bây giờ em rất là thèm ăn cơm mẹ nấu rồi, nên là còn ở phía sau là em muốn miêu tả là cái chỗ màu xám là em muốn miêu tả con đường, thì có nghĩa là giờ là trên đường về nhà ăn cơm mẹ là, nhưng mà có lẽ là trong thời gian ngắn nên là con đường nó vẫn chưa rõ được. Thì cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Mình gọi là Trang đúng không nhỉ? Dạ đúng ạ. Vâng, mặc dù trong thời gian ngắn nhưng mà Trang đã hoàn thành một bức vẽ vô cùng tình cảm,
bạn làm mình xúc động suýt khóc luôn đấy. Đúng là thời gian dịch này thì rất là khó khăn, và nhất là những bạn sinh viên phải xa nhà, chúng ta không kịp về với bố mẹ và gia đình nhỉ? Thì một bữa cơm vô cùng đơn giản thôi của mẹ thôi cũng là mang ý nghĩa rất lớn đến mọi người rồi. Thì mình mong là sắp tới mình dịch sẽ ổn thỏa hơn để bạn có thể về ăn những bữa cơm với cha mẹ, và có thể là mang chính bức tranh hoàn chỉnh về tặng mẹ để mẹ treo lên cho mọi người cùng xem. Và bức tranh của bạn dù trong thời gian rất ngắn thôi nhưng cũng thể hiện được rõ tinh thần mà bạn muốn truyền tải. Bạn có thể vẽ lại bức tranh nếu bạn muốn, hoặc là chỉnh sửa thêm một chút để nộp cho ban tổ chức để tham dự cuộc thi. Rất ý nghĩa. Rất cảm ơn bạn. Có bạn Mary Võ cũng đang giơ tay ạ. Xin mời bạn Mary Võ bật cam. À, bạn không có camera. Thì bạn có thể ghi các cái từ để miêu tả bức tranh của bạn cho mọi người có thể cùng cảm nhận được không ạ? Bạn hỏi là có thể share không? Tức là bạn muốn share màn hình ạ? Hay là... Vì ở đây ở phần chat thì chúng mình không có phần share ảnh. Vâng, thế thì bạn hãy thử bật phần chia sẻ màn hình. Mary Võ có thể share màn hình thì Mary Võ đợi một chút để chị mở cái chức năng share màn hình cho em nhé. Để Mary Võ đợi chút. Được rồi, bây giờ Mary Võ có thể share màn hình rồi, bạn share đi. Cho mình hỏi một chút là bạn Mary cố tình vẽ bức tranh theo một cái khổ dọc như thế này đúng không ạ? Chứ không phải là nó đang, bạn vẽ nằm ngang và bây giờ nó bị quay sang dọc. À, vâng. Vậy là đây là một người đang cúi xuống đúng không ạ? Là một người phụ nữ có vẻ hơi lớn tuổi một chút, đang cầm một chiếc tràng hạt. Bạn Mary có thể chia sẻ thêm một chút về nhân vật ở đây được không ạ? Bạn ấy nói rằng là mình cũng nghĩ tới mẹ vì đã lâu rồi không gặp mẹ. Lúc nhắm mắt lại là hình ảnh của mẹ đang cầu nguyện. Wow. Hạnh, em có cảm nghĩ gì khi xem bức tranh của bạn? Lúc nào mẹ cũng cầu nguyện cho các con và mẹ rất trầm tư. Em cảm thấy bức tranh rất là ấm áp. Cảm thấy kiểu bạn ấy đã dành hết tất cả tình cảm của mình đặt vào trong đấy. Đúng rồi ạ, bạn ấy có nói là bạn ấy nghĩ sức mạnh của mẹ chính là sức mạnh của lời cầu nguyện. Mình cũng rất là thấy thích cái bức tranh này vì từ cái cách lựa chọn màu sắc của bạn rất là trầm ấm, rồi cả cái tư thế khi đang cầu nguyện này luôn luôn là người ta hay cúi xuống đúng không ạ? Giống như là bạn nhắm mắt nữa, giống như là đang dồn hết những cái lời ước ao vào cái lời cầu nguyện đấy. Một bức tranh rất là tình cảm về người mẹ của mình. Thì ở đây mặc dù là bạn chỉ vẽ mỗi phần nửa khuôn mặt và một bàn tay thôi, nhưng mà cũng đã truyền tải được hết các cái thông điệp mà bạn vừa nói rồi. Lúc nãy thì có bạn Trang này, bạn Phương Đặng và ở đây bạn Mary thì đều lựa chọn những cái góc nhìn rất là thú vị về nhân vật của mình. Nhưng mà để cho rõ hơn khi mà các bạn việc là khi mà muốn cho ai đó xem tranh chẳng hạn, kể cả không có mình ở đấy để giải thích thì họ cũng hiểu, thì các bạn có thể lựa chọn một cái tên nào đấy thật là phù hợp với bức tranh của mình. Cái tiêu đề cho tranh cũng rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta chỉ cần một từ thôi thì người ta cũng có thể hiểu ngay ra cả cái thông điệp trong bức tranh là gì.
Mình rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn Mary Võ. Ở đây thì bạn có định chỉ sử dụng hai màu à ba màu này thôi hay là sẽ thêm màu sắc nào nữa không? Bạn ấy nói là bạn ấy sẽ để tiêu đề tranh là Mom Praying. Một tiêu đề rất hay và gần với cả chủ đề của tranh. Vâng ạ. Mình nghĩ thì ba màu này cũng có thể là sẽ đã giúp cho bức tranh hoàn chỉnh rồi. Thực ra ba màu này bạn ấy chỉ sử dụng ba màu thôi nhưng mà cũng đã thể hiện các cái sự cái ánh sáng nó hắt vào hình ảnh của người mẹ rất rõ ràng. Đúng rồi ạ. Như Hà Nội Brave có nhận xét là bức tranh có tính biểu tượng nữa. Vâng, rất cảm ơn chia sẻ của bạn Mary. Vậy sau Mary thì còn có bạn nào muốn cho mọi người xem bức tranh của mình không? Như xem trên camera thì có bạn Nhất Chi Mai đang vẽ rất là chăm chú, gần như sắp hoàn thành bức tranh rồi. Hình như có bạn Trương Cẩm Nhung giơ tay. Thưa Dình, để tìm bạn Cẩm Nhung. Bạn Cẩm Nhung có thể bật mic với bật camera lên được không ạ? Vâng, con đang vẽ và trên cứ đồ đang đưa chúa cho một chú tinh tinh ạ. Wow, đáng yêu quá. Thần tượng của chị chị Tú Anh này. Đây. Wow. Bạn Nhung còn vẽ rất là chi tiết nha, là ở dưới bà ấy còn có một cái cây đúng không nhỉ? Một cái cây chú tinh tinh đáng yêu vô cùng. Bà ấy đang đưa một quả chuối cho chú tinh tinh. Nhung vẽ, bạn Nhung trước khi vẽ cũng biết bà Jane rồi đúng không? Vâng. Cô rất là vui khi mà Nhung cũng chọn người nữ siêu anh hùng giống cô. Vậy thì bây giờ Nhung có muốn tô màu cho bức tranh nó thú vị hơn không? Có ạ. Thì Nhung hãy thử tô màu tiếp. Xong Nhung tô màu xong lại giơ tay nhé. Vâng ạ. Cô cảm ơn. Các bạn ơi, chúng mình có thể chia sẻ các bức tranh của mình kể cả khi mới là phác thảo bằng chì hoặc bằng bút bi như là bạn Nhung vừa làm nhé. Chúng ta không cần thiết phải đã tô màu xong hết rồi. Có chị Minh cũng đã giơ tay phát biểu. Vâng, mời chị cho mọi người xem bức tranh của mình được không ạ? Chị có thể bật mic lên được không ạ? Chị đang tắt mic đi ạ. Đây là một bức tranh mà có thể là đó là một người lớn bất kỳ và đang dễ là vỗ về một em bé. Thì mình chỉ biết nói như thế thôi. Ôi Hạnh ơi, bức tranh này thú vị quá, kể cả không nhìn thấy khuôn mặt của nhân vật chính. Là nhiều ở đấy chị chọn góc nhìn là ở đằng sau lưng của người mẹ. Cái người này có thể là bất kỳ là người nào, bất kỳ ai, đúng rồi. Bất kỳ ai, có thể là cô giáo này, có thể là chị, hoặc cũng có thể là ví dụ như khi mà chúng ta là một người lớn bảo vệ một em bé. Đúng rồi, một người lớn, một người phụ nữ bảo vệ một em bé. Mình nghĩ thế. Đại vì đã nhấn mạnh tóc dài đúng không ạ? Vâng ạ, em rất thích bức tranh này của chị. Đại vì là chị đã sử dụng những cái mảng màu vô cùng đơn giản nhưng vẫn thể hiện rõ được cái cảm xúc, cái sự liên kết giữa hai nhân vật trong tranh này. Và đặc biệt là khi mà rất ít người chọn vẽ tranh chân dung từ đằng sau, tại vì là lúc đấy thì không nhìn thấy khuôn mặt của cái người nhân vật chính, nhưng mà kể cả tìm từ đằng sau thì nhiều khi chúng ta cũng có thể có một cái mối dây liên kết ở đấy với cái người, với cái tấm lưng của người đó, mặc dù là nó sẽ hơi buồn một chút.
Cũng như có thể chia sẻ thêm một chút là có một bạn hỏi là tại sao chị lại sử dụng màu xanh và màu vàng không ạ? Tại mình thích hai cái màu này. Với lại là có một cái chi tiết ở trong cái bức tranh này, đó là nó có thể làm ví dụ như người lớn chúng ta quay về với đứa trẻ bên trong mình. À, lại thêm một thông điệp nữa vô cùng là ý nghĩa. Chị mà không nói ra thì chắc là mọi người sẽ không đoán ra được đến tận ý nghĩa đấy nhỉ? Anh nhỉ? Vâng. Cảm ơn các bạn nào mới hỏi cái nhưng câu. Mà cái hiện lên rõ ràng nhất là vẫn là cái cảm giác mình được bảo vệ, kể cả là mình được bảo vệ hay là mình đi bảo vệ cho người khác thì nó cũng đều được toát lên rất rõ qua bức tranh, mặc dù trông rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn nào hỏi là màu sắc á, thì mình cũng thấy rất là bất ngờ, bởi vì cụ thể là cái màu xanh đó là cái màu mà mình thích hiện tại, màu vàng là mình thích hồi còn bé. Nó ngẫu nhiên hôm nay chọn hai cái màu đấy cũng không có ý gì, do nhìn qua nhìn lại thì thấy có hai cái màu này trước mắt mình. Dạ, mình cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn chị ạ. Vâng ạ, đó, nhiều khi chúng ta có thể lựa chọn màu sắc chỉ bằng đấy là những màu sắc chúng ta thích bây giờ và thích hồi còn bé thôi. Nó đã cũng đủ để cho bức tranh nó có thêm một tầng ý nghĩa nữa rồi. Không cần thiết là phải theo một quy tắc màu sắc gì cả. Vậy mình thấy là có bạn Đức Hoàng cũng đang giơ tay để muốn chia sẻ bức tranh. Bạn Đức Hoàng, bạn Nguyễn Phụng Nhi, bạn Hoài An, Nguyễn Phạm và bạn Thảo Nguyên. Mình sẽ gọi lần lượt nhé. Bây giờ thì mình sẽ mời bạn Đức Hoàng chia sẻ bức tranh của mình. Hành có nhìn rõ không? Cái nền nó hơi bị che một chút nhưng mà vẫn rõ. Trông cũng hay, tự nhiên lại thành có một cô gái xong đứng ở giữa một bãi biển. mẹ cháu đang chưa biết tắt nền. Đợi một xíu. Cô ơi, con đang mở nền nên bây giờ con đang... Con có thể giới thiệu cho con có thể giới thiệu cho mọi người về bức tranh của con một chút được không? Con giới thiệu đi. Nhưng mà tắt nền ở đâu nè? Hay cô cứ nói chuyện với người khác trước để mẹ cháu tìm cách xóa nền đi đã. Nhưng mà con đâu có biết là vua tại bức tranh này đâu. Con nói đi. Con đang vẽ ai? Con vẽ một cô y bác sĩ ạ. Đúng rồi, không cần phải tắt nền đâu ạ. Ở đây vẫn nhìn được đấy ạ. Y bác sĩ đấy rất là giúp đỡ con cho là rằng là cô y bác sĩ đấy là một siêu anh hùng. Wow. Đúng rồi, tất cả cho mọi người Đức Hoàng bằng tràng pháo tay vì đã trình bày rất chính xác, rất đúng nhân vật có trong tranh của mình. Đúng rồi, các cô thì cũng nhìn rõ rồi ạ, không cần phải tắt nền rồi cũng thấy nhìn rõ nhân vật là đang đeo khẩu trang này và mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh. Thế con vẽ bức tranh này xong thì con có muốn nói gì về các nữ y tá bác sĩ đang đấu tranh để giúp mọi người phòng chống Covid không? Có muốn gửi gắm thông điệp gì ở đây không? Con chúc các cô bác sĩ mạnh khỏe và con cũng muốn là giúp thêm là con muốn chống lại đại dịch thì là con có thể là mô tả về nó. Và đây là cô y bác sĩ của con. Con tên là Phạm An. Cô cảm ơn An vì đã chia sẻ bức tranh cũng như thông điệp dành cho các nữ y tá, các nữ bác sĩ y tá trong dịch Covid-19 này. Không, cô thấy rất đẹp An ạ. Các cô nhìn một giây thôi là nhận ra luôn là An đã vẽ ai rồi. Cô cảm ơn An nhé. Và An hãy cảm ơn cô ạ. An hãy nhờ bố mẹ là chúng ta có thể chụp lại bức tranh này và gửi tới cho ban tổ chức để chúng mình tham dự cuộc thi được không? Vâng ạ. Cô cảm ơn An. Vâng ạ, bây giờ tiếp theo thì chúng ta có ai đang giơ tay nhỉ? Bạn Hoài An đúng không ạ? Hoài An. Vâng ạ, mời bạn An bật cam hoặc là chia sẻ màn hình. Thì
Thì ở đây thì lúc trước con đã chia sẻ về Jean Dior kia ạ. Thì con vẽ luôn. Không biết tối không? À, dạ không, mình có thể nhìn rõ được. Wow, Hạnh, chị nhường Hạnh bình luận đấy. Vì Hạnh cũng đã có rất là quen thuộc về văn hóa Pháp rồi đúng không? An có thể chia sẻ kỹ hơn một chút xem là ở đây bạn dùng màu gì, tại sao lại lựa chọn những cái màu sắc như vậy được không? Ở đây thì con không tô màu hết mà con cũng thích chỉ viền nét bằng bút dạ thôi. Thì con như thế thì con cũng nghĩ là để nhấn mạnh cái sự sự đơn giản nhưng mà vẫn cứ mạnh mẽ của người nhân vật này. Và con muốn nói thêm là con nghĩ là những người phụ nữ thì hoàn toàn vẫn có thể ra ngoài chiến trường và đánh nhau với cả quân địch khi mà vẫn muốn bảo vệ đất nước của mình, chứ không phải là riêng đàn ông thì mới được phép làm những việc như thế. Vâng, có đó nó xưng là cô hay là chị nhỉ? Hay xưng là chị cho trẻ nhá. Cũng 10 tuổi cho cô. Chị và Hạnh thì cũng rất đồng ý với bạn An. Đó là đúng là những người phụ nữ thì chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ. Và thường thì trong bất cứ một cuộc chiến nào thì luôn luôn có cả hai giới. Nhưng thường thì những người phụ nữ thường không được nhắc tới hoặc là lưu tên trong lịch sử. Vậy mà cái thông điệp của An gửi gắm bằng bức tranh rất là có ý nghĩa. Nhưng mình có một chút gọi là gợi ý cho An, đấy là vì nhân vật của An là một nhân vật có tên trong lịch sử, thì bạn có thể nghiên cứu thêm khi là xem là các bài hoặc các cô gái đấy đã được thể hiện với những hình ảnh nào, và bạn có thể tham khảo những yếu tố đó, đưa nó vào trong bức tranh cho nó rõ hơn ra. Tại vì hiện giờ mình thấy trong bức tranh thì bạn chỉ có vẽ một nửa góc nhìn nghiêng của một cô gái tóc ngắn thôi. Vậy thì những người nào mà không biết về nhân vật này có thể là họ sẽ chỉ nghĩ đây là chỉ là một cô gái thôi, chứ họ không rõ là nhân vật này đang làm gì. Các từ khóa lúc đầu mà An chọn thì cũng có là nhân vật này đang cưỡi ngựa này, đang cầm kiếm này, thì bạn có thể đưa thêm các cái chi tiết đấy vào trong bức tranh. Rất cảm ơn An. Thì bây giờ mình thấy như là đã 4:30 rồi. Vậy thì có thể là chúng mình sẽ tạm dừng phần chia sẻ tranh tại đây. Các bạn nào chưa kịp chia sẻ thì chúng ta có thể giữ lại những bản phác thảo đó, hoàn thành chúng và chuẩn bị để gửi đến cuộc thi của Đại sứ quán và Viện Bảo tàng được không ạ? Còn bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển qua một phần tiếp theo của chương trình. Đó là xin phép trước khi mà mình chuyển sang phần tiếp theo thì mình thấy có các bạn đang vẽ rất là đẹp, thì bây giờ để tạo một cái kỷ niệm đẹp với nhau thì những người mà đã vẽ rồi thì hãy giơ cái bức vẽ của mình lên trên trước cái camera. Như thế thì khi mà hiển thị lên camera mình sẽ thấy rất là nhiều bức vẽ đẹp cùng một lúc, đúng không ạ? Thì mọi người hãy cùng chia sẻ nha để tạo ra một cái kỷ niệm đẹp, và mình sẽ chụp màn hình lại. Mọi người cũng thử làm thế xem sao, thử chụp màn hình của mình lại. Nhưng mình sẽ ấn cái nút print screen ở trên máy tính ấy. Vâng, tất cả các bạn giơ lên. À, bọn mình chụp ảnh kỷ niệm nhá, bức vẽ đời. Hay quá, đây bức vẽ của mình đây. Wow, rõ lắm. Tất cả các bức giơ lên nhìn. Mọi người sẵn sàng như chụp ảnh 2, 3, print screen. Ta-da! mọi người nếu mình thử chụp trên màn hình của mình, thử đúng lúc này xong sau đấy mình sẽ xếp lại, giữ thêm khoảng độ 5 giây nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Ta-da! Rồi, xong rồi, rất là vui, cảm ơn mọi người. Mọi người giơ lên này mới thấy là có rất nhiều bức tranh đã gần hoàn thành rồi. Đẹp ơi là đẹp ý, mà không đủ thời gian để xem hết tất cả được. Mọi người cứ giơ bức tranh lên nhé, để mình vừa xem, mình vừa giới thiệu chương trình tiếp theo vừa xem. Vâng, thì đó, các bức tranh mọi người đã vẽ rất là đẹp rồi. Chúng mình chỉ cần tô điểm lại một chút xíu
hoặc là bạn nào cảm thấy hoàn hảo rồi thì chúng mình hãy chụp ảnh lại và gửi về cuộc thi vẽ tranh thế giới cần nữ siêu anh hùng do Đại sứ quán Tây Ban Nha cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Sau đây thì bọn mình sẽ chia sẻ thêm một số các thể lệ khi tham gia cuộc thi, đó là các bạn hãy chụp ảnh lại để giữ định dạng PDF, JPG, JPEG như là bọn mình đã để trên màn hình đây. Kích thước tối đa là 5 MB đến 300 DPI. Các bạn nhớ là phải gửi ảnh thật là chất lượng, có chất lượng cao nhé, đừng chụp mờ quá là tiếc lắm, bức tranh đẹp mà lại bị mờ. Và gửi đến email nhận bài thi giống như trên slide đây, tiêu đề email gửi là nữ siêu anh hùng, và trong nội dung email thì phải có rõ là họ tên đầy đủ của tác giả này, tên tác phẩm này, kích thước thật này, thông điệp của tác phẩm là gì và địa chỉ email của người dự thi để có thể nhận được các thông báo từ ban tổ chức. Và thời gian nhận bài thi là đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021, và không có giới hạn nào về kích thước thật và chất liệu của tác phẩm cả, nên các bạn hoàn toàn có thể tự do sáng tạo. Chúng mình có thêm một chút các cái gợi ý khi mà chụp ảnh tác phẩm, nhất là các tác phẩm vật lý, tức là các tác phẩm không phải vẽ trên máy tính ấy, thì chúng ta có thể mang các tác phẩm đó ra hàng nhờ người ta scan này, hoặc bạn nào mà bây giờ vẫn đang trong vùng dịch, các cửa hàng copy scan chưa mở thì chúng ta có thể sử dụng máy ảnh, máy điện thoại để chụp lại. Nếu mà chụp ảnh bằng máy điện thoại hoặc máy ảnh thì cố gắng là chụp chọn chế độ cao nhất và sử dụng nguồn sáng tự nhiên vào những ngày nắng dịu, không phải nắng gắt quá hay không quá âm u, để cái phần bức tranh nó gần với cửa sổ nhất. Và cố gắng khi chụp thì không đứng chắn giữa nguồn sáng. Các bạn phải nhớ là khi chụp chúng ta nhìn thấy và không thấy có cái bóng tối gì đổ lên bức tranh của mình là được. Sau đấy thì sau khi chụp xong thì chúng ta hãy sử dụng phần mềm ở trên máy tính hoặc điện thoại để cắt viền hoặc là chỉnh lại độ sáng. Xin cảm ơn Tú Anh đã chia sẻ. Bây giờ thì mình xin phép giới thiệu có đại diện của Đại sứ quán Tây Ban Nha, anh Oreo. Nãy giờ cũng theo dõi workshop của bọn mình và trong im lặng, nhưng mà bây giờ thì anh quyết định là sẽ chia sẻ với mọi người một đôi lời. Thì anh sẽ nói bằng tiếng Anh, còn bọn mình thì sẽ xin phép dịch qua cái phần phát biểu của anh ở trong phần chat box nhé. Okay, Oreo Sola, yes, you can speak now. Thank you. Please unmute yourself. Thank you so much. Thank you so much, everyone, particularly to Sen and Sec for organizing a thing, which a very fun workshop. And I hope everyone enjoyed it, and I hope you got something done today and thought about your super hearings through your eyes. And I just wanted to say thank you to the organization, environmental organization Wild Act, and to the Children's Foundation Blue Dragon, and obviously to the Hanoi Grapevine and to the Vietnamese Museum for Women. Thank you all for making this possible, and I hope you enjoyed everything. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you. Trước khi kết thúc thì mình thấy là còn có các bạn học sinh của Blue Dragon cũng có tham gia buổi workshop ngày hôm nay. Vậy thì chúng mình có thể nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người bằng ngôn ngữ cử chỉ mà do chị Minh Nguyễn đang hướng dẫn được không ạ? Khi chúng ta nói cảm ơn thì sẽ nói như nào ạ? Cảm ơn ạ. Cảm ơn đúng không ạ? Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Vâng ạ. Các bạn ơi, hôm nay workshop đến đây là hết rồi, và quả thực rất là vui và vẫn còn nhiều bức tranh nữa mà sẽ muốn được kể chuyện, nhưng mà tiếc là thời gian hết. Nhưng không sao, bọn mình cũng đã có cái contact, tức là địa chỉ liên lạc của nhau rồi, thì bọn mình vẫn sẽ giữ lại để sau này có một dịp nào đấy thì sẽ tiếp tục chia sẻ. Và hy vọng là Hà Nội Grapevine, Bảo tàng Phụ nữ, Đại sứ quán Tây Ban Nha cùng với các đối tác như là White Act hay là bên Blue Dragon sẽ có những hoạt động tiếp theo ý nghĩa và vui vẻ để cùng chia sẻ với nhau. Và các bạn nhớ là cái workshop này sẽ được lưu lại dưới dạng video, cho nên là bạn nào mà chưa kịp hoàn thành tác phẩm của mình thì sẽ có thể xem lại workshop và tiếp tục hoàn thành tác phẩm. Và sau đấy đừng quên gửi bài dự thi cho Đại sứ quán Tây Ban Nha theo như địa chỉ ở trong chat box. Thì một lần nữa,
Hà Nội Good Vibes rất là xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Đại sứ quán Tây Ban Nha, cảm ơn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cảm ơn thành viên rất là tích cực của White Egg và Blue Dragon. Cái sự tham gia của các bạn đã đem lại một cái trải nghiệm rất là đặc biệt cùng với các bạn nhỏ rất là dễ thương, cũng như là các bạn trẻ đã chia sẻ những câu chuyện và những bức tranh rất là ý nghĩa. Xin chào và tạm biệt các bạn trong những cái lần sau, và đặc biệt là cảm ơn hai nghệ sĩ của chúng ta, bạn Hạnh và bạn Tú Anh, đã tạo ra một workshop rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Thank you.